là cái bản chất của nó là trong các cái loại thực vật, ví dụ như củ sắn của bệnh nhân mà đã ăn là nó chứa một cái thành phần có tên gọi là cyanogenic glycosid. Những cái glycosid này thì nó không có độc, bản thân của nó không độc, nhưng mà khi đi vào cơ thể nó sẽ bị một cái loại enzyme ở trong cơ thể có tên gọi là beta glucosidase ở trong cái vi khuẩn của đường ruột đó, nó sẽ thủy phân glycosid thành cái sản phẩm là gồm có glucose, anhydride, axit cyanhydric mà nó gây độc tố. Cái quá trình hình thành anh thấy là nó ban đầu á, là cái glycosid nó là có cái cầu nối oxy nhá, cầu nối oxy một bên á, là glucose và một bên á, gọi là những cái amino acid. Thì cái cyanogenic glycosid này á, nó là các cái dẫn xuất của amino acid, vì tức là ở cái chỗ mà CN nó là những nhóm chất axit. Ví dụ như là những cái amino acid là L-valine hay là L-isoleucine, tức là những cái dạng L của các cái amino acid trong tự nhiên. Ví dụ như là kia một cái glycosid có tên gọi là linamarin. Linamarin. Đây thì cái glycosid này á, nó sẽ bị thủy phân bởi cái enzyme beta glucosidase, nó tạo ra cái glucose và một cái hợp chất, tức là hợp chất này là hợp chất trung gian này, tức là ở đây là quá trình phân cắt cái liên kết ở tại cầu nối oxy này, cái enzyme nó sẽ là phân cắt cái liên kết này, nó tạo ra cái sản phẩm ở này, sản phẩm này có tên gọi là alpha hydroxynitrin, tức là một cái dẫn xuất nitrin, một dẫn xuất của axit đó. Thì cái dẫn thuộc xuất này nó sẽ tiếp tục bị một cái enzyme, có tên gọi là hydroxynitrin lysa, nó sẽ là phân cắt tiếp, phân cắt ở cái vị trí đây, như vậy là cắt ở đây, ở tại đây hydroxynitrin, tức là cái tên gọi của enzyme nó gần giống như là cái tên gọi của cái chất ban đầu vậy, nó sẽ phân cắt cái phân tử này ra, nó sẽ tạo ra cái hợp chất cấu nin. Tức là trong cụ thể trong cái trường hợp này á, người ta bị chúng ta giả sử như là CH3C và các trá thì CHOH thì nó sẽ tạo thành là CO cộng với HCN, và như vậy trong cơ thể chúng ta là tạo thành cái axit cyanhydric, và cái chất nôn mà khi mà nôn ra là mình thấy có cái chất này, cho nên nó gây độc cho cơ thể là như vậy. Còn bản thân ban đầu là những cái thằng này á, nó chứa cái glycosid thì nó không có độc tố, mà do đi vào trong cơ thể nó xảy ra các cái quá trình như thế này và cuối cùng là tạo ra cái sản phẩm là nó có tính độc. Còn câu số 2, bây giờ là giải độc bằng cách nào? Thì trường hợp này thực ra là có rất là nhiều cái cách mà để giải độc cyanua hay là axit cyanuric, có rất là nhiều cách. Thì trong đó là có một cách là người ta tiêm truyền tĩnh mạch cái dung dịch glucose, thường mà ở những cái trường hợp mà khẩn cấp là phải tiêm truyền tĩnh mạch để mà muốn cho nhanh, đúng không? Thì người ta sẽ là sử dụng glucose. Thì cái quá trình mà giải độc của nó là được thực hiện bằng cái loại phản ứng đó là cộng nucleophile, như các em đã trình bày. Hầu như tất cả các bạn đều là chuẩn bị cái phản ứng giải độc là hoàn toàn đúng. Đó là cái gì? Cái ăn này lúc này nó sẽ đóng vai trò làm tác nhân nucleophile. Tác nhân nucleophile thì cái phân á, nó sẽ đi vào trước, cái phân đó nó sẽ là quyết định tốc độ phản ứng. Giai đoạn của phản ứng đó là giai đoạn chậm, nó sẽ quyết định tốc độ phản ứng. Cho nên á, phản ứng đó gọi là nucleophile. Thì như vậy là cái phần CN trừ nó sẽ là đi vào trước. Trung tâm phản ứng đấy á, là ở trên cái nhóm carbonin. Cái nhóm này. Đó. Thì như vậy á, nó sẽ tiến hành cái thực hiện cái phản ứng cộng như bạn có là biểu diễn cho chúng ta thấy là rất là chính xác. Bạn có vẽ ra cho mình xem là cái liên kết đúng không? Chỉ là cái phần liên kết này bạn chú ý là cái liên kết nó liên kết trực tiếp với nguyên tử oxy hay liên kết trực tiếp với nguyên tử carbon, việc cho nó chính xác. Đó, thì là chuẩn nhất. Còn cái phần trình bày thì là đúng rồi, là như vậy á, ở trên cái CHO thì nó sẽ là cái
cái đầu tiên là cái xe nơ trư nó sẽ đi vào và tạo ra một cái sản phẩm trung gian, đó là một cái ion âm gọi là carbon ion. Sau khi hình thành cái carbon ion đó rồi á, thì cái phần hạt còn lại nó sẽ ghép vào các bộ carbon ion đó. Tức là ban đầu là cái giai đoạn trung gian á, là nó không có cái hydro này này, cái chỗ này là ấm này. Cái sản phẩm trung gian trong cái cơ chế cộng nucleophil. Rồi sau đó sau khi tạo ra được cái carbon ion đó rồi á, thì rất là nhanh, cái giai đoạn sau rất là nhanh, đó là cái phần hạt cộng này nó sẽ là ghép với cái phần carbon ion đó tạo ra cái sản phẩm cuối cùng mà mình gọi là hydroxynitrile, thì dẫn xuất cái CN mà gắn với carbon thì là gọi là dẫn xuất nitrin, còn mà CN mà gắn với hydro thì gọi là acid cyanhyric. Chúng ta lưu ý cái tên gọi. Thì các em thấy là CN mà nó gắn với hydro hoặc là liên kết với kim loại thì nó là có độc tính, nhưng mà CN nó liên kết với carbon thì lại là không độc tính. Như vậy là một trường hợp mà các em thấy là hợp chất vô cơ thì rất là độc, mà còn chuyển qua hợp chất hữu cơ thì nó lại là không có độc. Và sau khi mà hình thành cái sản phẩm này rồi á, thì sau đó là cái quá trình thải độc. Thải độc bằng cách là thực hiện quá trình thủy phân. Đây là bản chất của nó, là một cái dẫn xuất của axit nitrin. Thì như vậy là các cái phân còn lại á, là mình giả sử là R, đây cô giả sử là R, tức là cái phân này nó sẽ giữ nguyên. Thì nó sẽ bị thủy phân. Thì cái phần CN này, đây là dẫn xuất của axit, thì khi bị thủy phân thì nó sẽ tạo ra axit. Phản ứng này xảy ra theo cơ chế thể nucleophil. Tác nhân nucleophil ở đây là nước. Nước chứa nguyên tử oxy của các điện tử tự do, nó đóng vai trò làm tác nhân nucleophil. Nó sẽ tấn công vào cái carbon trong cái nitrin này. Carbon này là tích điện phần dương, đúng không? Thì như vậy là nó sẽ là tấn công vào đây. Tấn công vào đây thì như vậy là nó sẽ là tạo thành sản phẩm làm một cái sản phẩm trung gian. Cái thể nucleophil này nó sẽ là đúng của nó sẽ có hai con đường, một là N1 và hai là N2. Bây giờ là mình ở đây là chủ yếu là mình nói chung về cái loại phản ứng là thể nucleophil, tức là một cái nhóm mà có bản chất tương tự nó đi vào và thay thế một cái nhóm kia là nó sẽ đi ra. Thì như vậy ở đây là nó sẽ giải phóng cái khí ammoniac, tức là nitơ lúc này nó sẽ là nó không còn ở trong cái dạng mà hữu cơ này nữa, mà nó tạo thành cái dạng là ammoniac. Và cái ammoniac này thì là mình sẽ được thải ra khỏi cơ thể thông qua con đường nước tiểu, đúng không? Thì hai cái sản phẩm này thì đối với về mặt bản chất á, là cái axit này là nó sẽ có thể phản ứng được với cái ammoniac, đúng không? Theo cơ chế là thể nucleophil. Ngược lại thì các em thấy là cái phản ứng mà thủy phấn thường là phản ứng thuận nghịch. Phản ứng thuận nghịch thì nó sẽ dĩ nhiên nó sẽ có một cái phần phần này nó sẽ đi ra khỏi cơ thể, nhưng mà đồng thời là cũng sẽ có một cái quá trình nữa là nó sẽ là tạo thành cái cân bằng ngược trở lại, tức là tạo thành cái này một phần, và đồng thời nó tạo thành một cái sản phẩm là muối amoni nhá. Trong đó nó sẽ về mặt hóa học, mình nói chỉ phân tích về mặt hóa học thôi, mình chưa nói đến những cái ảnh hưởng ở trong cơ thể, những cái enzyme nó sẽ có những cái quá trình phân giải khác nhau như thế nào nữa thì mình không nói đi sâu. Nhưng mà đấy là chúng ta sẽ thừa nhận rằng một điều là đây là cái phản thuận nghịch mà nó sẽ tạo ra cái sản phẩm này, và sản phẩm này có thể là được loại bỏ qua đường nước tiểu. Và đồng thời dĩ nhiên nó cũng sẽ có những cái quá trình ngược lại là nó sẽ còn có những cái này nữa, và như vậy nó có thể là nó tồn tại, vẫn tồn tại trong cơ thể đó. Thì mình muốn là loại bỏ thì bằng cách là mình cứ thêm nhiều nước, mình uống nhiều nước. Khi mà mình tiêm thuốc này hoặc mình uống thuốc thì mình phải cố gắng là mình sẽ là uống nước thật là nhiều để cái quá trình đào thải nó tốt, còn không thì nó sẽ là không thể là tuyệt đối là nó là thải ra khỏi cơ thể hoàn toàn được. Đó. Thì chúng ta chỉ dừng ngang cái vấn đề là xét ngang như vậy thôi. Bạn nó có cái cũng thấy có cái phát biểu gì hả? Rồi bà muốn. Rồi,
Còn á, là cái các cái nguồn mà có thể tạo ra cái axit cyanuric hoặc là các cái hợp chất cyanua thì chúng ta thấy là gặp rất là nhiều. Ví dụ như là các cái việc khai thác khoáng sản, giống như bạn ở trên bài bạn các bạn là chuẩn bị khá chu đáo, trên bài là rất là đầy đủ thì chúng ta cũng nắm thêm. Hoặc là trong các cái ngành công nghiệp sơn thuộc về được nhuộm thuộc trừ sâu, rồi là các cái khói của các cái đám cháy thì nó cũng hiện thì một ít là cyanua. Cho nên là nếu mà chúng ta tiếp xúc với một cái lượng mà đủ đủ mà có thể gây độc, thậm chí nó có thể là gây tử vong, đó là cái liều chết là cả khá thấp, khoảng là 0,5 đến 3 mg trong một trên 1 kg thể trọng là có thể gây chết người rồi. Em thấy là ví dụ như là người ta thả cái bã chó chẳng hạn, chỉ cần một lượng rất là bé của cyanua đã làm cho con chó là chết tức tưởi rồi. Hoặc là cái em thấy có một cái vụ mà ở trên cách đây là 1 năm hay 2 năm gì đó, mà cái vụ mà đầu độc trà sữa mà đặt mà để có thêm axit có thêm cyanua vào đó, em thấy là chết rất là nhanh, rất là khó mà có thể là cứu kịp thời nhé. Thì như vậy là mình thấy là cái khả năng gây độc, độc tính của cyanua nó rất là mạnh. Rồi bây giờ chúng ta là những phản ở phần này thì trong cái phần mà trình bày mà cả em cái nãy giờ là có trình bày á, thì bạn cảm sự nhớ ghi điểm giúp cho cô với các cái bạn có trình bày, tất cả bạn là đều là cô đều là ghi ghi điểm hết, đều đều là đúng, cho nên ghi lại tất cả các bạn cho cô. Đặc biệt là trong đó là có bàn trình bày là có bàn trình bày thì nhớ là hydrocarbon những suất halogen ancol phenol. Cái bài này chúng ta cần phải là đạt được ba cái mục tiêu. Thứ nhất là phải trình bày và giải thích được tính chất hóa học của các hydrocarbon những suất halogen ancol phenol. Cái mục tiêu thứ hai đó là phải xác định được cấu tạo của ancol dựa vào sản phẩm của phản ứng oxy hóa không hoàn toàn. Và thứ ba, mục tiêu thứ ba đó là trình bày được cái thành phần hóa học ứng dụng trong lĩnh vực y dược học của một số hợp chất hydrocarbon những suất halogen ancol phenol. Thứ nhất là hydrocarbon thì như chúng ta đã được học ở chương trình phổ thông thì nó là gồm có ba loại: no, không no và thơm. Trong đó hydrocarbon no đó là chứa những cái liên kết đơn và nhóm đơn chức là C nối đơn C. Nó có thể ở dạng mặt hở hoặc là mặt vòng. Hở như là chúng ta đã gặp đối với ancam, vòng như là cycloalkan. Hóa tính đặc trưng của hợp chất này đó là cái phản ứng thế. Thì chúng ta đã học cơ chế rồi. Thế thì có các cái loại thế thì cụ thể trong trường hợp này đó là xảy ra theo kiểu thế gốc tự do. Đối với cái cơ chế này á, thì cô có một cái video mà có đưa lên trang LMS thì các em xem cái cơ chế đó. Cơ chế đó thì chúng ta đã học ở phổ thông rồi, nó gồm có 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn khơi mào, tức là nó sẽ hình thành cái gốc tự do. Giai đoạn thứ hai là phát triển mạch, tức là cái mạch gốc tự do nó sẽ là tăng lên. Và cái giai đoạn thứ ba nữa là quá trình tắc mạch, tức là các cái gốc tự do nó kết hợp với nhau để tạo ra các cái phân tử. Thì chúng ta xem lại. Cái này thì cô không có nói đây nữa. Và thứ hai nữa, cái phản ứng rất là đặc trưng của các cái mặt vòng trong hydrocarbon no đó là phản ứng còng mở vòng, xảy ra đối với các cái vòng ba bốn cạnh rất là dễ thực hiện cái phản ứng còng để mở vòng tạo ra mặt hở. Thì cái phần này riêng cái phần hydrocarbon no này thì các em sẽ tự đọc nhá, xem lại phần cơ chế thì gốc tự do. Đối với hydrocarbon không no, không no ví dụ như chúng ta gặp mà đó là ancan, ancadien, ankin, tức là trong phân tử chứa nối đôi, nối ba, nó có thể ở dạng mặt hở hoặc là mặt vòng. Chúng ta có thể có cycloalkan hoặc là cycloancadien vân vân. Phản ứng đặc trưng của cái loại này đó là phản ứng cộng electrophil, phản ứng oxy hóa, phản ứng trùng hợp. Thì đối với phản ứng oxy hóa thì các em thấy là các cái hợp chất hữu cơ thì đâu có cái phản ứng oxy hóa, đó là phản ứng oxy hóa hoàn toàn, tức là sản phẩm là CO2 và nước. Thì riêng đối với hợp chất này chúng ta là quan tâm đặc biệt, mà đối với các phản ứng khác của cái loại hợp chất khác thì nó là khó hơn,
Đó. Và cái phản ứng cộng thì chúng ta cũng có nhiều cái kiểu cộng. Chúng ta học rồi, ngày xưa phổ thông thì mình nói cộng là phản ứng cộng là khoảng chung, nhưng bây giờ cụ thể đối với những hợp chất á, thì nó sẽ có cộng gì, cộng electrophil, cộng nucleophil hay là cộng gốc tự do. Chúng ta chỉ rõ đối với cái hợp chất này chúng ta có cộng electrophil thì chúng ta đã làm cái bảng rồi đúng không, lập cái bảng lập cái bảng so sánh các cái cơ chế. Rồi đối với cái hydrocarbon thơm, thơm thì nó sẽ chứa vòng benzen, nhân benzen hay là nhân thơm, tức là vòng C6H6. Thì cái phản ứng đặc trưng của hydrocarbon thơm đó là gì, thì khó cộng và khó bị oxy hóa. Thế thì nó sẽ thể xảy ra theo kiểu là thể electrophil vào nhân thơm đúng không. Các em thấy là để ý ở hai cái loại hydrocarbon này thì mật độ điện tử nó cao, cho nên tất cả đều là tác nhân tấn công vào đều là tác nhân electrophil. Nhưng mà mỗi cái thì nó sẽ có cái loại phản ứng khác nhau. Bây giờ chúng ta sẽ là đi tìm hiểu cái cơ chế cộng electrophil. Phản ứng cộng electrophil, cái sơ đồ phản ứng tổng quát như thế này. Như vậy chúng ta phải trình bày được cái sơ đồ này. Sơ đồ này chúng ta có thể là áp dụng cho từng cái chất cụ thể, chúng có biết là sản phẩm. Bước tiếp theo là chúng ta phải trình bày được cái cơ chế của nó. Cơ chế nó xảy ra qua hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là tác nhân electrophil nó sẽ tấn công vào cái trung tâm nhờ mật độ điện tử. Trong trường hợp này thì giả sử là cái điện tử nó sẽ vô về phía cái carbon nối đuôi bên trái, tức là ở đây nó phải có những cái nhóm đẩy electron vào thì cái điện tử nó mới dồn. Còn mà nếu mà hai bên đều giống nhau, tức là cái không có sự chênh lệch về độ ổn điện á, hoặc là những cái nguyên tử hydro hoặc là những cái nhóm thể giống nhau, thì cái sự đẩy electron là từ trái qua phải hay là từ phải sang trái là giống nhau. Tác nhân ở đây như vậy electrophil như vậy là phải là một tác nhân cực điện dương đó. Thì như vậy là cái này, phần này nó sẽ là tấn công vào trước. Giai đoạn này chúng ta cảm thấy là nó nhanh nhưng mà thực tế là nó sẽ rất là chậm, bởi vì cái sự phá vỡ liên kết cũ để hình thành cái liên kết mới, quá trình này nó rất là chậm. Sản phẩm trung gian là một cái carbo cation, tức là cái carbon cực điện phân dương. Nó giống như bên vô cơ thì chúng ta hay nói là cation, thì đối với hữu cơ thì là carbon cực điện dương, người ta gọi là carbo cation đó. Thì sau khi mà tạo ra được sản phẩm này rồi thì cái giai đoạn tiếp theo nó rất là nhanh nhanh, đó là cái phần y trừ nó sẽ là ghép với cái carbo cation đó để tạo ra cái sản phẩm cuối cùng, là cái sản phẩm này đây. Các cái ít y, những cái tác nhân y nó có thể có đó là những cái hạt x tức là halogen, hoặc là nước, nước nhưng phải có mặt xúc tác hạt cộng, bởi vì nó không có khả năng phân ly ra hạt cộng hoặc là hạt trừ đúng không, phải là có phần dương phần âm để mà làm tách ra tạo ra phản ứng. Nhưng mà ở đây phải có xúc tác. Nước là một chất điện ly yếu, nó chỉ là điện lý ra tạo ra ion hạt cộng và đồng thời là hạt của hạt trừ nha. Nên phải thêm xúc tác là hạt cộng vào. Hạt cộng thì mục đích ra là nó để phân cắt, nó phân chia cái phần phân phân hạt cộng của hạt trừ trong nước nó ra thôi. Hạt cộng vào thì nó sẽ là lôi cái ô hạt trừ này ra, thì như vậy nó sẽ còn là cái phần hạt cộng làm tác nhân. H2O4 thì bản thân nó là có thể phân ly tạo ra hạt cộng và hạt H4 trừ rồi. Đây, sản phẩm của nó là đây. Hoặc là một cái tác nhân mà liên kết cộng hoặc thì không phân cực như là halogen, ví dụ như brom chẳng hạn, một cái phản rất là đặc trưng mình nhận biết hydrocarbon không no trong hai cái dung môi, bởi vì đấy là một cái liên kết cộng hoặc thì không phân cực, cho nên nó khó có thể tạo thành là cái phân Br cộng và Br trừ, cho nên là phải thêm cái dung môi phân cực, có thể làm dung môi trơ, dung môi hữu cơ trơ hoặc là dung môi vô cơ. Thì nếu mà dung môi này thì chúng ta thấy có tạo ra sản phẩm này. Còn nếu chúng ta sử dụng cái dung môi mà phân cực á, mà là nước á, thì cái sản phẩm nó không phải là cái này mà nó chính là cái này nhiều hơn. Đây, tức là một bến á, một carbon á, là nó sẽ gắn một cái brom và cái carbon kia thì nó sẽ gắn với nhóm OH. Cái hợp chất hydrin. Phản ứng cộng xảy ra theo quy tắc mà của Pitcock. Quy tắc đọc phát biểu như thế nào à, bạn nào nhớ à, nhắc lại cô xem nào. Rồi mời bạn Nguyễn Nhật Hưng.
Dạ alo, con nghe con nói ạ. Có. Dạ thưa cô, quy tắc makeup như cốp là trong một phản ứng cộng halogen thì đầu tiên lên kết đôi thì nguyên tử H cộng, hydro ưu tiên cộng vào nguyên tử carbon bậc thấp hơn, còn nguyên tử halogen thì ưu tiên cộng vào nguyên tử carbon bậc cao hơn. Hay cũng có thể nói đơn giản là nó là quy tắc là dầu càng dầu thì nhiều càng nhiều. Ừ. Dạ. Rồi, cảm ơn em. À, thì như vậy là mặt cột nhĩ cột đã phát biểu cái quy tắc đó là dựa trên cái việc mà tạo thành cái sản phẩm trung gian. Cái sản phẩm trung gian nó càng bền thì ưu tiên tạo ra sản phẩm đó. Như vậy các anh thấy á, một cái ví dụ, qua một cái ví dụ chúng ta thấy. Ví dụ sẽ trường hợp này. Vì sao để mình nhìn thấy vì sao là mặt cột với cột là phát biểu cái tắc đó, thì chúng ta sẽ một cái buten tác nhân là HA. Cái giai đoạn đầu tiên là giai đoạn chậm, tức là cái HA này nó sẽ tách ra cái phần A trừ và H cộng. Thì H cộng này nó sẽ tấn công vào trước, nó sẽ tấn công vào cái trung tâm mà có cái mật độ điện tử cao này. Thế bây giờ H cộng nó có thể vào đây hoặc là nó có thể vào đây. Đầu tiên nó vào đây, chúng ta sẽ vào trường hợp vào đây, vào đây đây, tức là vào cả carbon bậc thấp carbon mà nhiều hydro, thì nó sẽ tạo ra sản phẩm này, đúng không? Thì chúng ta hình dung này, bây giờ là một cái liên kết này nó sẽ đi ra, nó đi ra tạo thêm liên kết với hydro. Thì như vậy ấy, cái tại cái vị trí này ấy, bây giờ là cái carbon này nó bị thiếu điện tử, thì như vậy nó sẽ tích điện dương. Đây, còn bên này thì hydro vẫn gắn vào cái sản phẩm trung gian bên này. Còn cái trường hợp thứ hai là cái hạt cộng này nó sẽ đi vào cái quả bên này. Nó đi vào bên này á, thì bên này nó là bị thiếu điện tử thì nó sẽ tích điện dương. Đây. Đó. Như vậy chúng ta sẽ là so sánh hai cái sản phẩm trung gian này. Thì nhìn thấy một cái điều là gì? Cảm thấy á, đối với cái trường hợp bên này. Bên này á, là có xung quanh nó có chín cái hạt alpha, chín cái hạt alpha nó đẩy điện tử vào đây, đúng không? Nó đẩy điện tử vào, nó trung hòa cái điện tích dương. Bên này nó có mấy hạt alpha nó đẩy điện tử vào để trung hòa điện tích dương, thì bên này á mày có mấy hạt alpha cả em hè? Trường hợp bên này thấy có mấy hạt alpha? Bác nó thấy hạt alpha, tức là cái hạt ở vị trí alpha, vị trí carbon alpha. Hôm trước mình có học cái hiệu ứng siêu liên hợp rồi. Rồi mời bạn Dương Quang Linh. Dạ thưa cô là 4 ạ. Trường hợp này là có 4. Rồi. Có bạn nào có ý kiến gì khác không? Có mấy hạt alpha? Dạ một ạ. Đấy, Dạ một hay một. bốn, Dạ một hay thưa cô bốn. một. Một ạ. À, trong trường hợp này là hạt alpha nó chỉ có một đúng không? Một hạt alpha nó đẩy điện tử vào để trung hòa điện tích dương này. Trong khi đó bên này để có đến chín cái hạt alpha nó đẩy điện tử vào, cho nên là cái carbo cation này nó bền hơn, nó được trung hòa nhiều hơn, bền hơn cái carbo cation này. Cho nên cái sản phẩm tạo thành, cảm thấy cái sản phẩm tạo thành là cái phải là cái sản phẩm của cái sản phẩm trung gian này là sản phẩm chính, và còn lại là sản phẩm phụ, đúng chưa? Thì các em nhìn thấy này, à mà cũng như cột là nhìn vào á, là cái sản phẩm và nhìn vào cái chất ban đầu thì thấy sản phẩm chính á, là cái kiểu như thế này. Kiểu này á, thì tức là cái phần hạt cộng, và mình có thể nói cách là tổng quát nhất là cái phần điện tích dương nó sẽ là ưu tiên tấn công vào cái carbon bậc thấp đó, và ngược lại thì là sản phẩm phụ. Như vậy ông chỉ cần nhìn vào cái sản phẩm và ông là nhìn vào chất đầu, ông đoán ngay là cái kiểu mà hình thành sản phẩm chính là như thế nào, hình thành sản phẩm phụ như thế nào, không cần phải quan tâm về cái này, đúng không? Nhưng mà cảm sẽ thấy á, nếu mà chúng ta cứ luôn luôn là dựa vào cái quy tắc mặt cũng như cột như vậy á, thì nó sẽ có một số trường hợp là mình không thể là làm được. Bây giờ mặt cột như cột là phải có bậc thấp bậc cao, nhưng mà có trường hợp mà không có,
bậc ngang nhau thì làm như thế nào? Thì chúng ta phải phân tích là dựa vào cái sản phẩm trung gian, đúng không? Đó. À, thì chúng ta sẽ đi cái phần tiếp theo. Một cái kiểu nữa thì có một ông tìm ra một cái điều là trái ngược với mặt cục như cục. Đó là ông làm cái thí nghiệm là có mặt peroxid mà đối với cái tác nhân là HBr và thêm cái HCl trong một số trường hợp mà ở nhiệt độ cao, HCl ít thôi, chủ yếu là HBr. Thì cái sản phẩm chính á, lúc này á, nó lại là ngược với cái mặt cục nhất cục. Thì ông này có tên là Kharab, mà người ta gọi là cái hiệu ứng Kharab. Cái cơ chế lúc này nó không theo kiểu là của cộng electrophil nữa, mà lúc này nó lại là cộng gốc tự do. Quá trình này nó sẽ xảy ra, đó là cái gì? Cộng gốc tự do thì cảm thấy á, đầu tiên là peroxid nó sẽ bị phân cách tạo thành gốc RO, gốc tự do. Cái gốc tự do này nó sẽ kết hợp với HBr để tạo ra một cái gốc tự do mới á, là Br chấm. À, sau đó cái gốc tự do này nó sẽ là tấn công vào cái trung tâm phản ứng là cái nồi đôi và hình thành cái sản phẩm. Thì cảm thấy nó tấn công vào thì có thể nó tấn công vào carbon này, có thể nó tấn công vào carbon này, nó có hai cái trường hợp. Bây giờ mình xem được trường hợp nào, cái gốc nào nó bền hơn thì nó là ưu tiên sản phẩm chính. Bây giờ chúng ta thấy là gì? Đối với cái sản phẩm này á, thì cảm thấy là có mấy hạt alpha, nó đầy điện tử vào, nó gẹp đôi á, nó đang độc thân. Bây giờ xu hướng của nó là gẹp đôi, nó gẹp đôi càng tốt á, thì như vậy là nó càng bền thôi. Bên kia là trung hòa, càng trung hòa càng được trung hòa thì càng bền, bên này càng được gẹp đôi thì càng bền. Còn độc thân thì nó vẫn là xu hướng nó vẫn phải luôn luôn là gẹp đôi thôi. Thì ở đây á là có mấy hạt alpha à? Hai hạt alpha. Bên này một đúng không? Bên này một, như vậy thì trường hợp bên này nó sẽ bền hơn, đúng chưa? Thì cảm thấy nếu mà Br mà nó đi vào, nó vào đây, Br nó vào đây, đúng không? Thì bên này nó phải là đưa cái liên kết ra để là liên kết với Br. Thì như vậy chỗ này nó sẽ bị thiếu điện tử, thiếu điện tử đi, thì nó sẽ là còn là một cái điện tử độc thân thôi. Nó là đây, nó cũng giống như là cái carbon cation vậy, cái sự hình thành giống như là carbon cation. Và cái sự phân tích về cái độ bền của nhóm thì chúng ta cũng thấy là hoàn toàn giống nhau. Nó càng được trung hòa, nó càng được ghép đôi thì càng bền. Và như vậy là cái sản phẩm này, sản phẩm trung gian này, nó sẽ kết hợp tiếp với HBr để tạo ra sản phẩm cuối cùng. Đây, như vậy cảm thấy ban đầu là nó đây, nhưng mà sản phẩm nó đây, thì cảm thấy là cái sản phẩm chính á, nó sẽ trái ngược với cái AE, đúng không? AE là QR nó nằm vào đây, đúng chưa? Br nằm vào đây và H nằm bên này, giống cái này chúng ta phân tích vậy. Thì nhớ là đối với cái trường hợp mà có mặt peroxid thì cái quy tắc nó sẽ xảy ra theo là hiệu ứng Kharab chứ không là trái với quy tắc mặt cục nhất cục. Ví dụ như trường hợp này peroxid ví dụ như là C6H5CO hai lần tác dụng với HBr thì cái sản phẩm cuối cùng là đây. Cảm thấy cái này á, chúng tôi hiểu thêm cái này là nó cũng rất là quan trọng. Ví dụ như chúng ta muốn tổng hợp ancol bậc 1 chẳng hạn, thay vì lúc trước là chúng ta phải là quá rất là nhiều vòng, chúng ta quá rất là nhiều giai đoạn trung gian để chúng ta tạo thành cái ancol bậc 1, đúng không? Bởi vì nếu mà chúng ta thực hiện cái phản ứng cộng á thì thường là tạo ra ancol bậc 2. Bây giờ muốn tạo ra ancol bậc 1 thì chúng ta chỉ cần á là một cái phản ứng với là HBr và sau đó là phản ứng với nào hả, là lập tức chúng ta có được ancol bậc 1 rồi, chỉ cần qua hai phản ứng thôi, đúng không? Đó. Phản ứng tiếp theo trong cái hydrocarbon không non, phản ứng oxy hóa không hoàn toàn. Đối với phản ứng này chúng ta có ba là tác nhân oxy hóa nhẹ, đó là sử dụng thuộc tính có nồng độ loãng, sản phẩm là alpha dion. Phản ứng này các em đã học của phổ thông rồi, phản ứng này rất là đặc trưng để nhận biết cái hydrocarbon không non. Cũng giống như phản ứng với brom vậy, mất màu brom, bên này mất màu cục tím. Thì cái nối đôi ban đầu nó sẽ tạo ra cái nối đơn và trên mỗi carbon là nó gắn thêm một cái nhóm OH. Đó là cái đặc điểm của cái phản ứng này. Còn
hai cái tác nhân còn lại trong phản ứng oxy hóa không hoàn toàn là tác nhân oxy hóa mạnh và tác nhân oxy hóa nhẹ, thì cái sự oxy hóa nó sẽ khác so với cái trường hợp mà chúng ta thường hay gặp. Đối với trường hợp này, đó là cái mặt carbon sau khi bị oxy hóa nó không còn những nguyên mặt mà nó sẽ bị cắt tạo thành những cái mảnh nhỏ. Và việc mà cái phản ứng nó tạo thành như vậy nó được ứng dụng trong cái việc là từ những cái sản phẩm, những cái mảnh sản phẩm đó có thể suy ra được cái cấu tạo của một cái alken ban đầu, tức là vị trí của một nối đuôi ban đầu trong cái hợp chất hữu cơ dựa vào những cái mảnh của sản phẩm oxy hóa đó. Ví dụ như chúng ta có cái tác nhân oxy hóa mạnh là dung dịch thuộc tím trong môi trường axit sulfuric đậm đặc nóng, hoặc là muối crom. Muối crom mà trong cái môi trường axit sulfuric đậm đặc nóng á, thì đây là những cái tác nhân oxy hóa rất là điển hình trong phòng thí nghiệm, là những tác nhân oxy hóa mạnh điển hình. Thì sản phẩm á tạo thành là các cái axit hoặc là ceton hoặc cái hai. Thì chúng ta để ý này, khi nào là axit, khi nào ceton. Đó là trên cái carbon của nối đuôi mà còn hydro đó là axit. Trên cái carbon của nối đuôi không còn hydro đó là ceton. Đặc biệt CH2, cái nhóm CH2 nối đuôi á thì nó sẽ tạo thành là CO2 và nước. Vì sao? Đáng lẽ nó phải tạo ra axit formic tạo COH. Nhưng mà vì trong cái cấu trúc của nó còn cái nhóm thức CHO, cho nên là nó sẽ tiếp tục bị oxy hóa tiếp. Bởi vì đây là tác nhân oxy hóa mà. Nó sẽ bị oxy hóa tiếp về CO2 và nước. Còn nếu trong môi trường kim nữa thì nó sẽ là dạng muối không nát. Tác nhân thứ ba đó là oxy hóa trung bình, tức là phản ứng ozone phân. Cái này chúng ta có làm bài tập rồi, cũng làm pretest nữa đúng không? Đó là tạo ra hợp chất carbonin, tức là nó không phải là tạo ra cái sản phẩm cuối cùng là axit hoặc là CO2, mà nó chỉ dừng ngang hợp chất carbonin thôi. Quá trình này nó xảy ra qua hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là tác dụng với O3, tức là ozone. Phản ứng này gọi là phản ứng ozone phân hay là ozone dài. Một số các sắt nó sẽ viết theo nhiều tên gọi khác nhau. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn bị thủy phân, cái hợp chất ozone bị thủy phân có mặt kèm để nó dừng ngang cái hợp chất carbonin. Chúng ta cần quan tâm đến cái sản phẩm hữu cơ, còn cái sản phẩm vô cơ thì cần quan tâm. Thì như vậy là người ta sẽ dựa vào những cái mảnh sản phẩm này để suy ra cái cấu tạo của chất ban đầu. Thì cũng tương tự như bên kia là C nối đuôi mà còn hydro thì tạo ra anhydride, C nối đuôi không còn hydro tạo ra ceton. Riêng CH2 nó cũng dừng ngang anhydride, không bị oxy hóa tạo ra CO2 và nước. Một cái tác nhân đây là trung bình mấy, còn gặp tác nhân oxy hóa mạnh thì nó sẽ là ra CO2 và nước. Và lưu ý thì một cái cách mà để có thể mà nhận diện ra nó rất là nhanh dựa cái mảnh để suy ra cái cấu tạo ban đầu, là các em chỉ cần là bỏ những tụ oxy, nó ghép các mảnh này lại với nhau tạo ra cái này. Nhưng mà ghép lại thì nó sẽ thêm nối đuôi giữa đó thôi. Hoặc là xuôi thì chúng ta có thể làm như thế này, chúng ta cắt cả tay những cái vị trí còn nối đuôi, mình thêm oxy vào tạo ra sản phẩm. Đó là cái cách mà chúng ta có thể là nhìn cái sản phẩm hoặc là đoạn cái chất ban đầu rất là nhanh. Bây giờ chúng ta câu số 1. Các em có thể tự viết sau đó, là nếu mà trả lời thì các em có thể chiếu lên thì nó sẽ là dễ hơn, còn không thì em đọc được. Đọc tên là cô. Câu số 1 á, tức là việc cái phản ứng oxy hóa không hoàn toàn, mình sẽ làm việc cả ba cái trường hợp. Đọc sản phẩm.
Chất số 1 gì mà? Bạn Phan Đức Minh Quân đọc cô nghe nè. Ba trường hợp. Được không? À cô nhắc cả em này nhớ là thứ bảy tuần sau là thi kiểm tra giữa kỳ nha. Nhớ học bài để mà kiểm tra đó. Kiểm tra giữa kỳ vừa hóa vừa lý. Hóa thì gồm có hai phần, hữu cơ và đại cương. Nhớ học bài chứ không đến khi đó là học không kịp ấy. Bạn nào mic hỏng là hơi bị thiệt thòi đó. Lê Thị Quý Diễm trả lời đi. Dạ thưa cô, là chắc số 1 theo như phản ứng với dung dịch KMNO4 loãng nguội thì ta sẽ có được sản phẩm là CH3CHOH CH3COH CH3 hai lần cộng MNO2 cộng KOH, còn tác dụng với lại với tác nhân là K2CR2O7 đậm đặc trong H2O4 thì sẽ tạo ra được là cô chờ em tìm, tại vì em ghi xong em để nó hơi bị lộn xộn. Dạ thưa cô, là ra được là CH3COOH cộng với lại CH3CHO. Còn tác dụng với lại phản ứng ozone phân thì ra được là CH3CHO cộng CH3 tất cả hai lần CH CCH3 COCH3. Rồi, cảm ơn em. Có bạn nào có ý kiến gì khác không? Mời bạn Bạch Thị Kiều Ánh. Dạ thưa cô, là ở trường hợp 2 là phải bằng để nói chất là CH3 CH COH phải không? Em là CH3 CH3 đấy. Dạ, em là CH3COOH. Bạn cũng nói là CH3COH đó. Đúng không? Nhưng mà con cái chất kia. Dạ, chất kia là CH3 tất cả hai lần CH, CH3CO. Rồi. Có bạn nó có ý kiến gì khác không? Như vậy là khi nãy là có bị nhầm một chỗ thôi, tức là ở ghi tác nhân của xóa mặn á, thì ở sản phẩm, hai cái sản phẩm như bạn vừa mới sửa lại đó, đó là phải là các cái nhóm này á, bên C mà đối con H á, nó phải tạo ra axit, con C của nó đối mà hết H rồi thì nó là tạo ra acetone. Bạn đọc nhầm. Đó, thì mình lưu ý chỗ đó. Rồi câu số 2.
bạn nào mà nếu mà mic mà có vấn đề thì có thể là trên mic thôi, tức là chịu cái phần trên mic của mình lên, mình viết ở trên đó chịu lên chứ không là mất quyền lời. Nhiều khi cái em trong bot chat á, nó là vì nhắn quá là nó bị mất nữa. À, nó hay nhắn không có mất thời gian, hết thời gian mất. Cái trường hợp này thì dễ thôi má, nó có hai cái nối đôi thì nó cắt ở hai vị trí. Rồi bằng điểm. Dạ thưa cô, là phản ứng đầu tiên của em với KMnO4 lẫn nguội là em ra được là CH2OH, CHOH, CH2, CHOH, COH, CH3NH2. Còn phản ứng thứ hai của em là ra được CO2 cộng H2O cộng CH2 COOH tất cả hai lần cộng CH3 CH2 CO. Còn phản ứng thứ ba của em, phản ứng ozone phân là ra được HCHO CH2 CHO hai lần cộng CH3 NH2 CO ạ. À, đúng rồi, như vậy cũng đơn giản thôi đúng không em này. Câu số 3. Bây giờ còn câu số 3, số 4, số 5 là các em tự mình làm nha. Mình hết giờ của bỏ hết giờ rồi. Lại tập về nhà này. Cái phần này các em chụp lại này về mình luyện cho quen này. À, tức là việc phản ứng của xóa không hoàn toàn thì chúng ta sẽ việc cả ba phản ứng luôn của hai chất này. Sau đó gọi tên dấu tắt của các chất phản ứng vào chất sản phẩm, như vậy gọi tên hai chất này và đồng thời các cái sản phẩm sau khi chúng ta viết đó gọi tên dạng dấu tắt quen. Chúng ta sẽ đi tiếp một cái loại phản ứng tiếp theo, đó là phản ứng thể electrophil ở trên nhân thơm. Chứ gọi slide à? Dạ em chưa chụp chụp được. Ủa, cô đang chịu mà, cô đâu tắt slide đâu, các em xem lại xem. À, con cái bài tập này, em biết chụp cái tập này nha hả? Dạ được rồi. Rồi bây giờ các em sẽ xem cái một cái video về cái cơ chế phản ứng thể electrophil để xem cái sự hình thành cái sản phẩm
cũng như cái sản phẩm trung gian, sản phẩm cuối cùng như thế nào ấy. Sao nãy hàng vậy không chết sao à? Bị cô kêu vào bài, kêu trả lời bài sao à? Cô cũng không hỏi hai trả lời bài. Nó là mình, có phải, ở nhà bữa không học là mấy cái mất ngỡ. Không là cái... Bạn nào bật mic sắp nhất đi. Làm cái khác xong cô, cho bài tập về nhà làm cái khác xong cô hỏi chứ. In which its hydrogen atoms are substituted by various functional groups. The delocalized electron sextet is an area of increased negative charge density, which attracts species that, like electrons, characterized by electron deficiency. Such chemical species that readily accept electrons are referred to as electrophiles. An electrophile approaches the electron cloud surrounding the benzene molecule. If it gets close enough, it attaches itself to the benzene ring by a sigma bond, using two of the six delocalized electrons. The resulting species is a carbocation with a positive charge that is spread over the entire molecule rather than being localized on a single carbon atom. The actual ion is a hybrid of three resonance structures. In the next step of the reaction, the carbocation loses a hydrogen ion and an appropriate benzene derivative is formed. Thus, the reaction described above leads to the substitution of one of the hydrogen atoms on the benzene ring by a functional group from an electrophilic reagent. Such a reaction is referred to as an electrophilic substitution. Rồi, như vậy là chúng ta thấy là cái sự hình thành sản phẩm trung gian với sản phẩm cuối cùng trong cái phản thể electrophil trên cái nhân thơm. Bây giờ là chúng ta xem cái sự hình thành. Sự hình thành đó là gì? Cảm thấy đầu tiên là cái giai đoạn chậm, là cái tác nhân electrophil nó sẽ tấn công vào cái vòng thơm, đúng không? Thì khi mà tấn công vào á, nó sẽ hình thành một cái sản phẩm trung gian. Thì trước khi mà hình thành cái sản phẩm trung gian đó, nó sẽ hình thành một cái sản phẩm mà là người ta gọi là phức pi. Phức pi là cái liên kết của cái tác nhân E này, nó sẽ là tấn công vào cái trung tâm. Và sau đó là đây là sự hình thành các cái phức sigma. Thì những cái phức sigma này, sự hình thành của nó là gì? Đầu tiên cái nối đuôi ở trong cái liên kết này nó sẽ là tấn công vào cái tác nhân, và nó đưa ra cái liên kết để tạo ra cái liên kết với cái tác nhân là cái tác nhân E. Thì tại cái vị trí đó là nó bị thiếu hụt điện tử thì nó sẽ biến thành dương. Dương thì những cái điện tử bên cạnh nó sẽ có xu hướng là hụt vào đôi qua đơn theo kiểu mà cái hiệu ứng là liên hợp, đúng không? Tương tự khi mà nó qua rồi á, thì cái chỗ mà nó vừa qua đó nó là bị thiếu điện tử, nó tích điện bằng dương. Thì điện tử bên cạnh này nó sẽ có xu hướng là hụt vào. Nó hụt vào đây thì như vậy là tại cái vị trí mà nó hụt đó, nó chuyển qua đây rồi thì cái chỗ đó, chỗ vừa mới đi qua thì nó bị thiếu, thì là tích điện dương. Sau đó cái điện tử phía ngoài này nó có xu hướng nó đẩy vào và nó trả lại cái trạng thái là cái hệ liên hợp kín ở trong vòng thơm, và như vậy sản phẩm cuối cùng là nó ra đây. Hạt này nó sẽ đi ra, bởi vì điện tử nó đi vào, thì như vậy hạt đi ra thì nó bị thiếu điện tử thì nó sẽ là tích điện dương, nó đi ra thì dạng hạt cộng. Hạt cộng thì gặp cái phân tác nhân, phân ấm còn lại trong cái tác nhân là Be ban đầu, tức là mình ký hiệu trong cái phản tổng quát là Ze, ở đây thì có thể là Be. Thì cái tác nhân B nó sẽ là ghép với cái hạt, tạo ra cái sản phẩm phụ là cái hạt B, và sản phẩm chính của chúng ta là đây, nhá, sản phẩm cuối cùng. Thì chúng ta sẽ vận dụng cái cơ chế đó để có thể viết được các cái tác nhân khác nhau. Thì ví dụ như là đây là cái phản ứng nitro hóa là cô đã viết, thì chúng ta cũng rất là đơn giản, chúng ta chỉ cần xác định là cái E cộng là cái gì là chúng ta viết cái phản ứng, được chưa? Thì các cái tác nhân Be hay là Ze này có thể có, đó là năm cái tác nhân. Thứ nhất là halogen, thứ hai là nitro hóa, thứ ba sunfo hóa, thứ tư là alkin hóa, thứ năm là acin hóa. Thì chúng ta thấy một cái điểm đặc biệt là của năm tác nhân này đều có cái xúc tác,
những cái xúc tác này nó đóng vai trò là giúp tạo thành cái phần E cộng, nó tạo ra cái phần E cộng làm tác nhân. Ví dụ như đối với cái tác nhân này á, thì cảm thấy là nó khó có thể tạo thành là BR cộng hay BR trừ, thì phải thêm xúc tác vào. Thì đây là xảy ra trong môi trường phát khí, ví dụ như là brom mà thông thường mình hay nói là dung dịch brom, thì nó xảy ra trong môi trường phát lỏng. Phát lỏng thì mình thêm dung môi, một cái dung môi nào đó là dung phân cực để nó phân ra. Đối với trường hợp này thì mình có thể là dung môi được để phát khí mà. Chúng ta sử dụng bốn xúc tác bốn sắc, hoặc là chúng ta có thể sử dụng một cái xúc tác á, là một cái FeCl3 hoặc là FeBr3. Bởi vì sao? Cái sắt á có vai trò đấy là nó tạo ra một cái phức, đó là đầu tiên là tạo ra FeBr3, đúng không? Fe thì gặp Br2 thì tạo ra FeBr3, FeBr3 thì nó sẽ là lấy cái phần Br trừ ra để tạo ra cái phức FeBr4 trừ, và còn lại là cái Br cộng nhá. Đó. Thì ở đây mình có thể sử dụng là những cái axit lưu-ích khác, ví dụ như là AlCl3 chẳng hạn, FeCl3 vân vân, thay vì mình sử dụng bột sắt. Đó. Hoặc là phản ứng nitro hóa, thì như vậy mình muốn là mình lôi cái NO2 cộng ra, muốn lôi NO2 cộng làm tác nhân á, thì phải làm thế nào để cắt được cái liên kết ở đây, tức là phải lôi cái OH trừ ra. Thì muốn lôi OH trừ ra thì mình sử dụng một cái hạt cộng, hạt cộng nó sẽ lôi OH trừ ra, thì xúc tác ở đây là phải hạt cộng. Hạt cộng á, thường người ta phải sử dụng dị dạng là axit sulfuric đậm đặc, bởi vì là hạt cộng mà đi vào á, thì nó sẽ là giải phóng dị dạng nước mà có cái chất mà hút nước á, thì cái cân bằng nó sẽ là tạo thành cái NO2 cộng là nhiều, nó sẽ làm tác nhân dễ dàng hơn. Hoặc là phản ứng sulfo hóa, đây là một cái tác nhân là duy nhất ở trong cái phần tác nhân mà nó không có tạo ra cái phần là cộng, bản thân trong nó là chữ lưu á, là tích điện phân dương, tức nó rất là dương, nó liên kết với ba oxy hút điện tử, cái lưu huỳnh này rất là dương, nó sẽ là tấn công, nó tấn công trực tiếp vào trong cái nhân thơm luôn. Trong khi đó các cái tạo nhân kia thì em thấy là tấn công vào thì phải NO2 này hoặc là Br cộng này, cái bên này là tấn công là cả S3 luôn. Cái xúc tác H4 nằm đặt ở đấy mục đích á, là cảm thấy là nó là tồn tại cái cân bằng là H2O cộng S3, thì như vậy là cái cân bằng nó sẽ dịch chuyển thật nhiều mà tạo ra S3 để làm tác nhân phản ứng, và cái cân bằng nó dịch chuyển thật nhiều như vậy cho đến khi hết thì thôi. Đó. À, mục đích là làm tạo ra cái tác nhân là S3 tham gia phản ứng. Tương tự phản ứng ankin hóa thì cảm thấy là ở đây là mình cân vậy là R cộng, muốn R cộng thì mình phải là tìm một cái xúc tác nào đó để lôi cái Cl trừ ra, thì đó là những cái axit lưu-ích thôi. Bên này cũng vậy, mình muốn là RCO cộng thì mình phải thêm cái axit lưu-ích vào để lôi cái Cl trừ ra. Axit lưu-ích là những tâm dương thiếu điện tử, như vậy nó sẽ lôi những cái phân tích điện âm đi ra cùng với nó. Đó. Như vậy là chúng ta sẽ từ bên mình từ mình tập mình viết các cơ chế đối với là halogen, đối với sulfo, đối với ankin, đối với axin. Với em thấy nhá. Còn quy luật thể trên vòng benzen chúng ta học rồi. Trên nhân thêm có sẵn nhóm thể loại 1, nhóm thể thứ 2 ưu tiên vị trí octopara, phản ứng xảy ra nhanh hơn so với benzen. Rồi là đối với 2. Chúng ta học cái hiệu ứng rồi thì chúng ta biết. Bây giờ là trường hợp nào là thể ở vị trí nào rồi cần phải học thuộc nữa đúng không? Chúng ta vẽ hiệu ứng ra. Lúc trước là mình cứ học thuộc là nhóm đẩy, nhóm hút như thế nào đó, những nhóm như thế nào đẩy, nhóm như thế nào hút. Bây giờ là mình biết rồi, mình vẽ ra thì mình sẽ thấy được á, mà những cái vị trí trên vòng thơm là vị trí nào mật độ điện tử cao thì nhóm thể thứ hai sẽ ưu tiên thể thôi nhá. Thì như vậy là nếu có sẵn nhóm loại một thì nhóm thể thứ hai là vị trí octopara, bởi vì cái vị trí này là mật độ điện tử cao. Còn nếu mà trên nhân thơm có sẵn nhóm thể loại hai thì nhóm thứ hai đi vào thì nó sẽ thể vị trí meta, bởi vì vị trí meta là vị trí mà có mật độ điện tử cao hơn so với cả hai vị trí kia. Và cái trường hợp thứ ba nữa là rất là đặc biệt, đó là halogen. Halogen thì là cảm vẽ hiệu ứng ra thì cảm sẽ thấy là trên nhân thơm nếu có sẵn cái nhóm thể halogen thì ở cái vị trí octo para mật độ điện tử nó cao, cho nên nhóm thể thứ hai nó cũng sẽ thể vào vị trí đó. Nhưng mà cái khả năng phản ứng của nó
đậm hơn so với benzen, bởi vì là do cái hiệu ứng trừ y nó lớn hơn cộng C, cho nên là nó khả năng phản ứng nó chậm hơn so với benzen. Rồi cái phản ứng chúng ta luyện thêm từ cái chỉ gọi là cái vòng benzen thôi, chúng ta luyện thêm là trên vòng benzen có sẵn các nhóm thế, chúng ta vẽ hiệu ứng ra, rồi đây chúng ta xem cái thứ sản phẩm nó là định hướng theo cái gì chủ yếu. Như vậy là cái quy luật thế này nó cũng hình thành cũng dựa trên cái sản phẩm trung gian, sản phẩm trung gian càng bền, phức sigma đó cũng chính là cái carbo cation đó, carbo cation nó càng bền thì ưu tiên tạo ra sản phẩm chính. Như vậy chúng ta cũng sẽ luyện thêm là những cái trường hợp này được quen chưa? Một số các cái hydrocarbon có trong khói thuốc lá mà trong đó là nó cũng chứa rất nhiều các cái chất mà gây ung thư, ví dụ như là benzen hay là các cái hợp chất hydrocarbon thơm đa nhân, ví dụ là PAH. PAH là viết tắt của những cái chữ này nhá. Thì nó ví dụ như những cái hợp chất này chúng ta cũng có nghe rồi, hợp chất là vòng thơm đa nhân ngưng tụ nha, 2 vòng, 3 vòng, 4 vòng, rồi là 5 vòng, 6 vòng, là những chất mà có khả năng gây ung thư, có thể là trong có trong dầu diesel này hoặc là các cái sản phẩm đốt cháy. Như vậy là cái thành phần này nó cũng có trong khói thuốc lá. Nicotine chất gây nghiện, khi hít phải thì gây tăng nhịp đập của tim này, có thắt mạch máu ở tim, tăng hoạt áp. Một số mà bệnh mà do cái việc thảo thuốc lá thụ động, tức là mình phải trực tiếp hút, thì có thể gây ra, ví dụ như trẻ em thì bệnh có thể là tạo ra là cái khối u ở não này, bệnh tai giữa này, ung thư hạch, hen suyễn, ung thư máu, các cái bệnh về đường hô hấp dưới. Còn đối với người trưởng thành thì có thể gây ra các cái bệnh như là đột quỵ, ung thư xoang mũi, ung thư vú, xơ vữa động mạch, rồi là ung thư phổi, rồi là các cái bệnh mạch vành tim, và đặc biệt là những cái bệnh ung thư. Cảm thấy là thời gian hiện nay là cái bệnh ung thư rất là nhiều, rất là nhiều nguyên nhân mà gây ra bệnh ung thư. Thì đối với riêng đối với thuốc lá thì nó có thể là gây ra những cái bệnh ung thư như là miệng, dạ dày, bạch hầu, bạch cầu, bàng quang, thận, rồi tùy, rồi thực quản, rồi thanh quản, phổi, cổ. Thì cảm thấy trong các cái loại ung thư này thì ung thư phổi là chiếm tỷ lệ cao nhất do cái việc hút thuốc lá mang lại. Tiếp theo, những xúc halogen. Thì đối với cái trường hợp này là chúng ta đọc rồi, đúng không? Bây giờ chúng ta chọn nhắn cho cô xem. Những xúc halogen có thể có các hướng phản ứng. Bot thế trong cái phần chat thế. Rồi ok, ngang này dừng lại. Thì rất là nhiều các cái đáp án là chủ yếu là B, cũng có xuất hiện đáp án A. Bây giờ mình xem thử này, phân tích xem này. Dưỡng xuất halogen, công thức tổng quát của nó là RX, trong đó R là gốc hydrocarbon. Như vậy R này nó cụ thể cái X này nó sẽ liên kết trực tiếp với carbon. Và trong đó carbon nó có thể là những cái liên kết là C nối đơn C, C nối đôi C hoặc là C nối ba C. Bây giờ có thể có thứ nhất cộng electrophil. Cộng electrophil nếu R là gốc hydrocarbon không no
đúng không? Chúng ta phải nắm chắc. Rồi thế nucleophilin có không? Có, bởi vì trong cái liên kết CX, CX thì cái X này nó gì bị phân cắt ra. X phân cắt ra thì nó sẽ là đi ra như dạng X trừ. X trừ thì một cái Y trừ nào đó đi vào thay thế nó. Đó là thế nucleophilin. Oxy hóa rất là khó, những số halogen rất khó bị oxy hóa. Thế là trophin có, nếu R là thơm, gốc thơm. Còn nucleophilin, bởi vì R là gốc hydrocarbon, như vậy nó không thể xảy ra trong trường hợp này. Còn nucleophilin nó chỉ xảy ra đối với cái hợp chất carbonin. Thế gốc tự do có thể có nếu R là gốc hydrocarbon nào. Với kim loại, đương nhiên để tạo ra hợp chất cơ kim là một cái hợp chất mà có tính bazơ rất là mạnh, mạnh hơn cái nào hạt mà chúng ta hay nói đến, đúng không? Hợp chất cơ kim. Rồi phản ứng tắt có, nó cũng giống như là dẫn xuất hydroxy, nó có phản ứng tắt. Ở đây là phản ứng tắt hạt hạt X, tức là cái X này nó liên kết với carbon này và carbon này nó liên kết trực tiếp cùng carbon kia. Carbon kia nó sẽ còn hydro thì nó sẽ có thể là tắt dưới dạng HX. Công gốc tự do có thể có nếu R là gốc hydrocarbon không no có mặt peroxide, đặc nhân là HBr hoặc là HCl nhiệt độ cao. Với phi kim có, ví dụ như phản ứng đốt cháy, ngưng tụ thì phải là xảy ra đối với những nhóm chất khác nhau chủ yếu. Như vậy trong trường hợp này đáp án phải là đáp án gì? Có nằm trong đáp án của tất cả các bạn không? C là cô. Đúng rồi. Chúng ta lưu ý một cái trường hợp đặc biệt trong phản tắc thế nucleophilin, đó là tác nhân OH trừ. Cảm thấy ở đi ở đây này có hai cấu trúc này. Cấu trúc thứ nhất là vinin, cấu phenin, rồi là anilin, rồi benzin. Hai cấu trúc này khác nhau ở một nhóm C2 mà dẫn đến cái khả năng phản ứng nó khác nhau hoàn toàn. Bởi vì trường hợp này khi phản ứng rất là dễ thay thế cái nhóm OH. Thay thế nhóm OH ở cái halogen. Chỉ cần đun nóng về nước là đã xảy ra phản ứng rồi. Trong cái đó bên này cực kỳ khó, phải là sử dụng dung dịch nào hạt đậm đặc, nhiệt độ cao, áp suất cao thì cái OH nó mới được thay thế. Cái trừ. Đó, em thấy cái cấu tạo nó chỉ khác biệt một cái nhóm C2 thôi. Và nếu thêm một cái nhóm C2 nữa thì cái sự khác biệt nó lại xảy ra. Đó là lúc này là cái khả năng phản ứng này nó sẽ là không phải còn dễ nữa mà nó sẽ bắt đầu dưng khó hơn một chút, tức là không thể là đun nóng với nước để cái quá trình thay thế OH mà phải sử dụng dung dịch nào hạt lỏng lúc nóng thì mới được. Bên này là có thể sử dụng cái muối có môi trường kiềm thì vì nó dễ mà, còn bên này thì nó sẽ là rất là cực kỳ khó khăn. Đó. Thì chúng ta cũng có thể dễ dàng giải thích được là dựa trên cái sự hình thành là cái carbo cation thôi. Dù như bên này nó tách ra thì nó ở đây là tích tình dương đấy, đây là tích dương, nhưng mà chúng ta thấy là cái đôi điện tử này nó có xu hướng mà đẩy vào đây, cái nó hình thành cái hiệu ứng siêu liên hợp hoặc là một cái hệ liên hợp. Ở trong trường hợp này là có thể là cái hệ liên hợp, đúng không? Như vậy carbo cation này nó rất là bền. Hai trường hợp này có điện tử pi nó đẩy điện tử vào đây, ở trong này cũng vậy, đẩy điện tử vào đây, như vậy rất là bền. Trong cái đó bên này thì nó lại không có điện tích dương, nó nằm ở đây. Điện tích dương nằm đấy thì không không có cái điện tử mà của cái carbon bên cạnh nó đẩy vào, cho nên là nó là khó bền hơn. Và một cái điều thứ hai là chúng ta thấy là cái nguyên tử halogen đấy nó có cái hiệu ứng trừ Y lớn hơn cộng C, đúng không? Tức là nó có cái cộng C trong cái đó bên này, X này nó chỉ là trừ Y thôi. Trừ Y thì nó dễ cắt hơn, còn bên này nó có cộng C nữa, cho nên là nó sẽ khó bị cắt hơn. Cộng C thì nó đẩy vào đấy, thì cái liên kết này nó bị gọi là cái độ phân cực á,
cái liên kết này là nó kém phân cực, nó kém phân cực thì nó khó cắt hơn. Rồi như vậy là đối với cái chất này chúng ta có thể là dễ dàng có thể dự đoán được, đúng không? Đây là thuộc dạng là bình thường, nó phải là dạng khó hay dạng gì, dạng bình thường. Chỉ cần thêm một cái nhóm set 2 là nó ở dạng bình thường. Dạ, yeah. Thì như vậy là nó có thể là phản ứng được với chất nào đây? Về đáp án nào hả? Một có không? Như vậy là phân lượng là cảm tròn một cái đáp án cũng có đáp án A và phân lượng là đáp án C. Rồi chúng ta xem cái thử này. Như vậy C hay là A? Bây giờ chất đấy là chất bình thường. Chất bình thường thì phản ứng với hai cái thằng này là rất là khó rồi này, đúng không? Mình thấy rất là rõ rồi này. Giữa thằng gì mới phản ứng được với cái này, còn là thằng khó, thằng bình thường thì sao phản ứng với cái này? Nó chỉ phản ứng với hai thằng này thôi này. Như vậy là mình nhìn thấy rất là nhanh là chất số 3 số 4. Quan trọng mình nhìn thấy là cái cấu tạo ban đầu là chất dễ hay khó, cái khả năng của nó dễ khó hay là bình thường thôi. Về thuốc mê, cảm thấy là đối với cái diễn xuất halogen á, được ứng dụng làm thuốc mê. Ở trước đấy là đầu tiên là thuốc mê đầu tiên á mà được phát hiện á, đó là este, là do một cái sinh viên y khoa lúc đó là sinh viên á, mà phát hiện ra. Nhưng mà sau đó thì cái este này thực ra nó cũng có cái nhược điểm, đó là nó dễ gây cháy và nổ, và sau đó là tiếp tục là sử dụng cái dẫn xuất halogen làm thuốc mê, đó là chloroform CHCl3. Rồi sau đó nữa là tiếp tục thêm một cái giai đoạn nữa là sử dụng các cái oxit nitơ. Nhưng mà cảm thấy là hiện nay vẫn được sử dụng rộng rãi là cái dạng là oxit nitơ, còn chloroform nó là có độc tính cho nên là người ta không có dùng nữa. Oxit nitơ thì là cái khả năng độc của nó là kém, nó nói chung là hầu như là nó không độc giống như là các cái hợp chất hữu cơ này. Đó. Hoặc là cyclopropan cũng được sử dụng làm thuốc mê trong vòng 30 năm sau khi những cái chất gây mê trước đó. Nhưng mà hầu hết á, nó có đặc điểm là chất hữu cơ thì thứ nhất là nó có độc, và đặc biệt nữa là cái nguy cơ mà gây cháy nổ trong phòng mổ là tăng, cho nên người ta phải là cố gắng hạn chế sử dụng nó. Và bắt đầu từ năm 1956 thì một cái dẫn xuất halogen mà được sử dụng làm thuốc mê và cho đến ngày nay được sử dụng phổ biến, đó là halothan. Đối với cái chất này á thì nó có một số các cái ưu điểm mà người ta sử dụng. Thì đầu tiên chúng ta tìm hiểu về cái cấu trúc của nó. Cảm thấy đây là một cái polyhalogen. Cái hợp chất này nó có đồng phân quang học, đúng không? Đây là một cái loại thuốc mê ở đường hô hấp. Nó có tác dụng nhanh, và một cái ưu điểm rất là quan trọng của nó là có thể sử dụng cho mọi lứa tuổi và được sử dụng trong cái phẫu thuật ở thời gian ngắn và thời gian mà dài. Đây là một cái thuốc mê gây mê toàn thân chứ không phải là cái dạng cục bộ. Vì là dưỡng xuất halogen cho nên là cái khả năng hòa tan ở trong các dung môi hữu cơ là nó rất là dễ. Ví dụ như là ethanol hay ete. Dĩ nhiên là trong dung môi vô cơ như là nước thì nó rất là khó hòa tan, đúng không? Cho nên là mình thấy là do nó dễ hòa tan được hợp chất hữu cơ cho nên nó cũng dễ hòa tan trong máu. Nó có đồng phân quang học, mà cái dạng mà có hoạt tính á được sử dụng thuốc gây mê á, đó là cái biến thể racemic. Nó cũng giống như trong sữa chua vậy, nó không phải là cái dạng đồng phân quay phải, đồng phân quay trái, mà nó lại ở dạng biến thể racemic. Ở đấy thì cảm thấy là nó có một cái carbon bất đối, đúng không? Nhưng vậy nó sẽ có hai đồng phân quang học, và cái dạng mà có hoạt tính trong trường hợp này á, là dạng biến thể racemic.
tức là hỗn hợp của 50% đồng phân quay phải và 50% đồng phân quay trái của một đôi đứa con. Đây là cái tên du bắc của nó. Thì cái ưu điểm này so với các cái thuốc gây mê khác á, thì đối với halothane á, thì cái khả năng hòa tan trong máu nó thấp hơn, nó dễ tan trong dễ hòa tan trong máu, cho nên nó có khả năng gây mê. Nhưng mà đối với những cái chất gây mê khác á, thì nó sẽ là cái khả năng hòa tan là ít hơn, dẫn đến á, cái cảm ứng mà hồi phục nhanh hơn từ gây mê. Đặc biệt nó có một cái ưu điểm là mạnh hơn cái ete, và cái kinh phí nó luôn luôn là nó rất là quan trọng đối với, đặc biệt là đối với các cái nước mà đang phát triển, đúng không, thì cái chi phí thấp cho nên nó được sử dụng rộng rãi. Nhưng mà nhược điểm dĩ nhiên luôn luôn là như vậy rồi. Thuốc thì luôn luôn là nó có hai mặt, đó là nó sẽ gây độc cho gan khi mà thực hiện quá trình chuyển hóa ở gan, rồi là gây độc cho thận do cái quá trình là thải trừ qua thận. Và chính vì vậy mà chúng ta thấy là thường người ta khuyến muốn mà tốt cho thận thì mình nên uống cho nhiều nước. Thì quá trình mà nếu mà có những cái chất độc hay là độc tố trong cơ thể, hoặc là đơn giản là những cái viên sỏi chẳng hạn, thì nó sẽ là được giảm hình thành hơn, và những cái độc tố thì nó có thể được loại ra khỏi cơ thể thông qua con đường là nước tiểu, đúng không? Thải trừ qua thận hoặc là phấn. Hợp chất tiếp theo là dưỡng xúc hydroxy, là gồm là anconophenol. Chúng ta sẽ nói xong cái phần này, sau đó chúng ta nghỉ giải lao một chút. Thì ancol chúng ta thấy là có một số các cái hóa tính. Thứ nhất là cái phản thể, ở đây các em sẽ thấy là thể nó sẽ có những cái kiểu thể khác nhau. Chúng khi chúng ta học rồi phản thể, phản cộng, thì chúng ta phải xác định được là thế như thế nào, thế kiểu gì, cộng cũng theo kiểu cộng như thế nào. Hoặc là ví dụ như khi nào chúng ta nói đến một cái tình huống lâm sàng, mình nói là cái phản thủy phân. Nhưng mà khi mình học rồi thủy phân cụ thể là nó xảy ra theo kiểu gì để mình hình dung. Bây giờ mình nói là thế hydro trong nhóm, trong cái phân tử nước thì có phải không, đó không phải là thế hydro. Mà các em sẽ nhìn thấy, nếu các em nắm được cái bản chất của phản ứng thể nucleophilin thì ở đấy là cái phân tử mà OH, bởi vì cái tác nhân nucleophilin là trên phân tử oxy, oxy có cặp điện tử tự do mà, thì nó sẽ đi vào thay thế những phải hydro. Cho nên là cái bản chất của cái cơ chế là chúng ta phải nắm để chúng ta việc được cái sản phẩm, chứ còn không là chúng ta sẽ đoán mơ. Thứ nhất là thể hydro này, thể hydro trong nhóm OH này phản các cái liên kết OH này. Thể hydro đây là thể hiện cái tính axit, đúng không, kim loại, bằng cái phản ứng với kim loại mạnh, H cộng đi ra dưới dạng H2. Tương tự cái phản ứng tiếp theo cũng là cái phản ứng thể hydro trong nhóm OH, phản các cái liên kết OH. Ở đây là hai cái ancol, một ancol là sẽ là thể hydro góp cái hydro, còn cái ancol kia là góp OH để nó là tách nước, tạo ra ete. Cùng thêm một cái phản ứng thể hydro nữa, đó là cái phản ứng thể hydro trong cái phản ứng ete hóa, tức là tạo thành ete từ cái hạt trong ancol với cái nhóm OH trong axit. Đó. Tiếp theo cũng là phản thể, nhưng mà dưới này bắt đầu nó là thể, không phải là thể hydro nữa, mà nó là thể nhóm OH. Mà thể cả nhóm OH đó chính là thể nucleophilin. OH nó sẽ đi ra dưới dạng OH trừ. Thì một cái tác nhân nucleophilin nó sẽ là có bản chất tương tự OH trừ, nó sẽ đi vào để thay thế nó vị trí đó. Bởi vì lúc này cái R này nó sẽ là R cộng, thì C là trừ, nó sẽ đi vào tạo ra một dưỡng xúc halogen. Và đây là một loạt các cái hợp chất mà chứa halogen,
làm tác nhân nucleophile. Như vậy nó có thể là monohaloren hoặc là polyhaloren. Sản phẩm chính đều là các cái dưỡng xuất haloren. Tuy các cái tác nhân khác nhau mà cho ra các sản phẩm phụ khác nhau, cho nên đối với những trường hợp này chúng ta quan tâm đến sản phẩm phụ. Phản ứng thứ hai là phản ứng tắt. Tương tự nó cũng giống như dưỡng xuất haloren. Cảm thấy á là ở trên một cái C này, cái C mà có OH á, thì cái nhóm OH của cái C đó nó sẽ tắt cùng với hydro của cái carbon bên cạnh. Bây giờ cứ ưu tiên carbon bên cạnh nào, đó là carbon mặt bậc càng cao thì cái sản phẩm chính nó sẽ ưu tiên cùng với hydro và carbon bậc cao đó cho sản phẩm chính. Cái cơ chế phản tắt á, nó cũng có, nhưng hiện tại nó vẫn là chưa có rõ ràng, vẫn đang còn nhanh, cho nên chúng ta không có đi sâu vào cái cơ chế phản tắt. Thì các cái sản phẩm nó hình thành nó cũng đều là do các cái sản phẩm trung gian. Vì sao nó là chính, vì sao là phụ, để chúng ta có cái quy tắc thì đều là xuất phát từ những sản phẩm trung gian. Đối với dưỡng xuất haloren thì cảm thấy là cái nguyên tử haloren nó sẽ tắt cùng với hydro và carbon bên cạnh. Cái quy tắc tắt nó giống nhau, nhưng mà nó có cái sự khác biệt nhau ở chỗ như thế này này. Cảm thấy đối với dưỡng xuất haloren là cái xúc tác đó, bởi vì mình cần á, mình cần là loại hạt X, đúng không? Mình loại hạt X, hạt X là một cái axit, thì bây giờ mình sẽ sử dụng xúc tác là một cái bazơ để có thể lôi dễ dàng cái hạt X ra. Nhưng mà cái dưỡng xuất haloren có cái đặc biệt á, là vì là nó là rất là khó tan trong nước, cho nên phải sử dụng dung môi là hữu cơ, tức là ancol. Thì cảm thấy là thông thường á, khi mà bị phản ứng hữu cơ cảm phải để ý điều kiện, nếu không có điều kiện thì phản ứng rất là khó xảy ra, hoặc là nó sẽ xảy ra theo cái kiểu mà mình không mong muốn, hoặc là xảy ra rất là chậm. Thì đối với dưỡng xuất haloren, phản tắt là tắt hạt X tạo ra anken, ancol cũng vậy, cũng tắt tạo ra anken. Bên dưỡng xuất haloren tắt hạt X, bên ancol tắt hạt OH. Mà tắt hạt OH á là tức là nước, tắt nước, đúng không? Thì bây giờ tùy theo cái sản phẩm, bây giờ em hạt X thì em phải sử dụng là bazơ có trong môi trường ancol. Nhưng mà đối với dưỡng xuất hydroxy á, thì chúng ta không sử dụng ancol để tắt. Bây giờ mình muốn loại nước thì mình phải sử dụng cái xúc tác nào có thể là hút nước. Thì thông thường em thấy là chúng ta hay sử dụng là cái xúc tác là hạt cái uống đậm đặc nhiệt độ, đúng không? Để mà loại nước. Thì nhìn đó là cái sự khác biệt đối với hai dưỡng xuất trong cái quá trình phản tắt. Còn cái phản nhận biết thì chúng ta lưu ý đối với một cái ancol ngoài dạng như thế này này thì sẽ xảy ra cái phản ứng tạo yếu tố form CH3, một cái kết tủa, trong cái đó CHCl3 chlorophore, một cái chất mà có khả năng gây mê đó, thì nó ở dạng lỏng. Thì đối với CH3 thì nó là ở dạng rắn, có màu vàng, cho nên là cái phản ứng này có thể dùng để nhận biết những cái ancol ngoài dạng như thế này nha. Yeah. Phenol thì chúng ta xem cái phản ứng thì có cái nhóm OH thì nó cũng có phản ứng giống như là ancol vậy, nhưng mà nó khác nhau ở chỗ là nó sẽ là mạnh yếu khác nhau, và nó khác thêm nữa là nó có vòng thơm, cho nên nó sẽ có phản ứng của vòng thơm, thế thôi, đúng không? Thì đây cảm thấy là vì cái vòng thơm cho nên nó ảnh hưởng đến cái liên kết OH. Bây giờ là hạt này nó sẽ là dễ tách ra hơn nữa, cho nên là cái tính axit nó sẽ mạnh hơn, nó sẽ mạnh hơn và nó sẽ bắt đầu phản ứng được dung dịch trên 3 giờ. Ancol thì không có phản ứng này, đúng không? Rồi cũng là cái phản ứng, cũng đang nói về phản ứng thế hydro, tức là phản ứng tạo este của phenol đó. Thì cảm thấy là khả năng nó có khó hơn, nó khó hơn bởi vì sao? Cái phản ứng mà tạo este thì lúc này thì cái phenol này nó sẽ đóng vai trò làm trung tâm, làm tác nhân phản ứng, còn bên cái axit á nó sẽ làm tác nhân. Nhưng mà axit làm tác nhân á thì cái phản ứng nó sẽ rất là khó, hiệu suất thấp, cho nên người ta phải sử dụng dẫn xuất của axit có cái hoạt tính mạnh hơn, tức là cái CO này nó tích điện phân dương nó mạnh hơn để cái tác nhân bên C6H5O này nó sẽ là thể đi vào đây dễ hơn. Và thường người ta sẽ sử dụng thêm xúc tác bazơ thì có để mà lôi cái hạt cộng trong cái phenol này dễ,
ra để làm tác nhân thôi. Đó. Thì như vậy là một sự khác biệt tạo este của phenol và ancol. Còn đối với phản ứng thể nucleophil á, anh thấy đây là hai cái phản ứng thể nucleophil này, nhưng mà cái vai trò của phenol nó khác nhau này. Trên này á, nó làm tác nhân đúng không? Tác nhân nucleophil, nhưng mà dưới này á, dưới này nó thế luôn cả nhóm OH, cho nên dưới này nó không phải là tác nhân nữa mà nó là trung tâm phản ứng. Cũng là thuộc phản ứng thể nucleophil nhưng mà nó lại là chất phản ứng. Và đặc biệt phản ứng với mono halogen á, thì phản ứng không xảy ra, rất là khó. Bởi vì do cái hiệu ứng mà liên hợp của cái nguyên tử oxy vào trong bông thơm nó làm cho cái liên kết này nó khó phân cực này, cho nên nó khó cắt, liên kết này khó cắt hơn, thì phản ứng với HCl nó không xảy ra. Nhưng mà nếu mà phản ứng với các polyhalogen, ví dụ như PCl5 chẳng hạn, thì anh thấy là phản ứng nó xảy ra nha, xảy ra gì hơn đó. Thì đây là những cái phản ứng thể nucleophil. Vậy thì chúng ta phải phân biệt được là cái phenol trong phản ứng thể nucleophil, vai trò của phản ứng này nó là tác nhân, vai trò của phản ứng kia nó là chất phản ứng, để chúng ta biết phản ứng cho nó đúng. Còn nếu mà chúng ta cứ nói chung 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 nó là tham gia phản ứng thể nucleophil nhưng mà mình không phân biệt được cụ thể thì chúng ta sẽ bị phản ứng sai, cái đoạn sai, cái nhận diện sai là cái sẽ biết sai liền. Phản thứ hai nữa là phản ứng thể trên vòng thơm, vì có cái vòng thơm thôi cho nên nó sẽ có phản thể, thể vị trí octo para. Bởi vì khi mà các em biết cái hiệu ứng thì các em sẽ thấy bên oxy có cặp điện tử tự do này, nó sẽ có cái hệ liên hợp là pp, như vậy nó đẩy vào đây, đẩy vào đây thì cứ đôi với đơn, rồi đôi với đơn, rồi đôi với đơn, như vậy ở cái vị trí octo này para, những vị trí này là mật độ điện tử cao, cho nên nhóm thể là nó sẽ là ưu tiên tấn công vào đó, tác nhân electrophil nó sẽ là ưu tiên tấn công vào những cái vị trí do mật độ điện tử đó, đó là vị trí octo para. Thế phản ứng nhận biết, cái phản ứng với dung dịch thuộc thử sắt 3 chloride, đây là cái thuộc thử mà rất là đặc trưng. Ở phổ thông thì các em chủ yếu là gặp các cái phản ứng nhận biết phenol như là brom, đúng không? Còn đối với cái đây thì chúng ta sẽ biết thêm một loại thuộc thử này, nó sẽ tạo ra một cái phức của màu tím xanh. Thì ba bữa các em làm thí nghiệm, các em đi học á, thì các em sẽ được làm thí nghiệm với cái thuộc thử này với các cái phenol khác nhau, không chỉ là C6H5OH mà cả cái phenol khác nhau nữa, để xem cái màu phức nó hình thành. Mỗi cái phenol khác nhau cho ra màu khác nhau. Rồi chúng ta nghỉ giải lao một chút rồi ạ. 4:15 chúng ta học lại.
Thứ hai, phân tích được một số phản ứng hóa học trong hệ tổng hợp thuốc. Thứ ba là phân tích được cấu trúc hóa học và phân loại theo cấu trúc hóa học hai loại trong thuốc tây nhắc qua. Acetone. Thì mình nhớ nhắc lại về cái khái niệm của nó. Như vậy là acetone thì nó sẽ có chứa nhóm chất CFO, còn acetone thì chứa nhóm chất cetone, C nối đuôi O. Trong đó là hai đầu của nhóm C nối đuôi O là các gốc hydrocarbon, gốc R có thể là hydro. Về cấu trúc carbonin, cấu trúc của nhóm carbonin thì đây là cái sự hình thành cái nhóm carbonin. Đó là gồm có một liên kết sigma và một liên kết pi. The region of the molecule directly bonded to the carbon atom of the carbonyl group is planar. Both the carbon atom and the oxygen atom are sp2 hybridized. The carbon atom of the carbonyl group is linked to three other atoms by three sigma bonds using three hybrid sp2 orbitals. The unhybridized p orbital overlaps with a p orbital of the oxygen atom to form a pi bond. Như vậy là chúng ta thấy trong cái liên kết CNDO nó gồm có một cái sigma và một cái pi, và cái điện tử nó sẽ dồn về phía nguyên tử oxy, tích điện phần âm. Như vậy carbon trong nhóm carbonin nó sẽ tích điện phần dương, dẫn đến nó sẽ có các cái hóa tính. Thứ nhất là cái phản ứng cộng nucleophile. Chúng ta xem cái sơ đồ phản ứng tổng quát. Như vậy là cái sản phẩm của chúng ta là đây là cái quá trình mà giống như cái này á, là cái phản ứng glucose là cái nhóm carbonin ở đây, và hạ acid cyanhyric ở đây, cái sản phẩm cuối cùng ở đây, trong đó cái sản phẩm trung gian đó, nó ở đây. Đó. Những cái phản ứng này thì chúng ta biết rồi. Các hạt y thì chúng ta lưu ý những cái y mà chứa những nguyên tử của cặp điện tử tự do hoặc là những ion âm. Đó, ion âm. Trong hợp với carbon cơ kim thì những cái phần carbon này tích điện phần âm. Đó. Rồi là riêng phản ứng với natri hydrosulfite thì nó chỉ có anhydride và methyl acetone mới có phản ứng. Lưu ý một số các cái phần đó. Khả năng phản ứng AN thì chúng ta có soạn trong cái bảng rồi. Khả năng phản ứng phụ thuộc vào điện tích dương. Như vậy là C nó càng dương thì phản ứng AN sẽ là càng gì? Nha. Nói càng dương thế nào? Nó gắn với cái nhóm hút electron. Càng hút electron thì điện tích dương càng tăng. Khả năng AN nó càng tăng lên. Ví dụ như các anh thấy là chúng ta chỉ cần thay thế một cái nhóm trong cái nhóm set 3 chẳng hạn của anhydride bằng nguyên tử halogen có độ ôm điện lớn, tức là nhóm có hiệu ứng trừ y, thì như vậy là nó cái khả năng nó sẽ tăng lên. Ngược lại nó gắn với những nhóm đẩy, đưa những đồng nhóm đẩy vào thì cái khả năng phản ứng nó giảm. Mình có thể kết luận rằng là anhydride thì nó sẽ dễ hơn so với là cetone trong cái khả năng phản ứng AN nha. Và đặc biệt có một cái phản ứng mà xảy ra đối với các cái dẫn xuất của amoniac ở dạng NH2R. R đây là các gốc hydrocarbon. Ví dụ như là chúng ta có phenylhydrazine hay là hydroxyamine hoặc là hydrazine, thì phản ứng sẽ xảy ra theo kiểu là cộng AN, sau đó là kem theo tắt, và sản phẩm cuối cùng là đây. Nhưng mà sau khi cộng xong là nó sẽ xảy ra thêm một cái bước nữa, đó là tắt nước và tạo ra cái sản phẩm là C nối đuôi N. Như vậy ban đầu là C nối đuôi O, nó sẽ tạo ra là C nối đuôi N. Khác với so với phản ứng cộng nucleophile bên kia là cảm thấy là nó sẽ tạo ra cái gì? COH này, đúng không? COH. Rồi là bên này là một cái Y. Thì bên này nó sẽ là C nối đuôi N. Đó. Các cái phản ứng khử thì như vậy là mình biết rồi. Acetone, acetone là số oxy hóa của nó là trung gian, cho nên nó sẽ là tham gia phản ứng khử, phản ứng oxy hóa. Những cái phản ứng này thì chúng ta thử xem lại phản ứng oxy hóa của anhydride và acetone nha. Đây là cái phản ứng mà với thuộc thử toluen của anhydride. Như vậy bên này là anhydride, còn bên này là nó phải, đúng không? Bên này là cho kết quả dương tính với thuộc thử toluen, chứng tỏ là có những chất anhydride. Một cái thuộc thử nữa cũng dùng để nhận biết
nhóm chất anhít, đó là thuộc thử Fehling. Thì các em sẽ gặp cái thuộc thử Fehling ở trong phòng thí nghiệm á, là các em sẽ thấy á, Fehling nó có hai loại. Thì bây giờ các em sẽ nhìn một kia video để xem quá trình hình thành cái thuộc thử Fehling, và sau đó á, cái thuộc thử Fehling á, người ta sẽ sử dụng để nhận biết cái nhóm chất anhít. Bên này là Fehling B. Như vậy đây là một cái mũi kẹp kali natri tartrat pha trong môi trường não hạt dung dịch kiềm. Đó, thêm mũi vào. Cảm thấy là nó có một cái lắc lắc như vậy, đây là chỉ là cái con tư. Cái con máy này là máy khuấy tư. Thay vì mình phải dùng cái đũa khuấy thì mình có cái con lắc đó mình khuấy rất là dễ. Sau đó trộn cái A và B lại với nhau, đây là cái Fehling A, cái này người ta là đã tạo thành rồi, trộn A và B lại với nhau. À, như vậy sau khi trộn mình thấy có cái hiện tượng là gì, thu được một cái dung dịch có màu, màu xanh lam đúng không, hay gọi là xanh thẩm. Bên trái á, là đường đường đường, bên phải là glucose. Như vậy là chúng ta sẽ dự đoán hiện tượng là cảm thấy là bên này đường, cái đường mà đường trắng á, đường kín á, chỉ là sucrose đúng không? Thì xem một thử là hai là đường, thì đường nào nó sẽ có phản ứng với thuộc thử Fehling đúng không? Như vậy bên này là cái đường không khử đúng không? Thì mình sẽ có dễ dàng có thể dự đoán được rồi đúng không? Bạn nào có thể dự đoán được? Mời bạn Đặng Thị Hồng Thắm cho em hiện tượng. Sau khi cho thuốc thử vào thì đưa ông sẽ cống con biến người của tớ sẽ xuất hiện và sẽ cống giúp ông. Cái mic của em như thế nào mà cô nghe không rõ hả? Cô nghe em nói không? Nghe nói nhưng không rõ. Em là khi cho dùng thuốc thử vào thì bên lò chữa glucose sẽ có phản ứng. Có hiện tượng là gì? Xuất hiện dung dịch màu xanh lam. Dung dịch màu xanh lam? Lam nhạt. Màu xanh lam của cái gì? Của phước đông. Phước đông có phản ứng mà có phước mà vẫn là hiện tượng phước đông à? Rồi, cảm ơn em. Bà Nguyễn Phúc Trung Kiến. Dạ, em thưa cô là bên glucose có phản ứng, con sucrose không có phản ứng ạ. Bởi vì glucose là sẽ tạo ra hiện tượng là có CO2O tạo ra màu đỏ gạch ạ. Còn cái lò bên trái? Lò bên trái là không phản ứng bởi vì là trong sơ đồ phản ứng thì phải có chất có nhóm CHO mà sucrose là không có nhóm CHO cho nên nó không phản ứng ạ. Nhưng mà hiện tượng của nó là gì? Là không tạo màu, không tạo màu như bên glucose. Không tạo màu, màu cụ thể là gì? Dung dịch á, mình ở đây mình sẽ có cái dung dịch đúng không? Thì cái dung dịch là theo em là màu gì? Em nghĩ là vẫn cùng với màu của thuốc thử Fehling. Đó là màu. Em màu em màu biệt quá. Ủa, thuộc thử Fehling này vừa mình xem cái sự hình thành thuộc thử Fehling rồi, điều trị thuộc thử Fehling rồi, mà xanh thẩm hay còn là xanh lam? À, màu xanh nhạt rồi, xanh thẩm quá. Như vậy là chúng ta dự đoán hiện tượng là cái ống bên trái á, nó là vẫn màu xanh thẩm, còn ống bên phải á là nó sẽ tạo ra cái kết tủa màu đỏ gạch của CO2O, phải không? Bây giờ chúng ta xem thử này. Như vậy là hai bên đường, người ta thêm nước vào để hòa tan hai đường trong hai ống.
Nên là những ống nghiệm và bữa các em làm thí nghiệm nó sẽ gặp rất là nhiều. Thêm cái thuộc thử phao linh vào. Bắt đầu đun. Đun ở đây, đun trong một cái cốc. Cốc thủy tinh chịu nhiệt đặt ở trên một cái lưới amian. Xem quan sát sự thay đổi màu. Như vậy là mình sẽ thấy bắt đầu là dần xuất hiện cái tua màu đỏ gặt đối với cái ống glucose đúng không? Thì vài bữa những cái thí nghiệm này các em sẽ được làm trực tiếp trong phòng thí nghiệm. Rồi như vậy là đó là cái sự hình thành thuộc thử phao linh và cái kết tủa màu đỏ gặt đối với những cái hợp chất mà có những chất anhydride. Thì đầu tiên là thuộc thử phao linh là cái sự hình thành của nó tạo ra cái phức màu xanh thẫm á, hay còn gọi là xanh lam á, là do cái thuộc thử phao linh A. Phao linh A là cái này, như vậy ban đầu mình thấy là có cái màu xanh dương là của cái này là A, còn B là của cái này trong môi trường cái này, cái pha trong cái này muối kẹp kali natri tạp trát, như vậy tạo ra màu xanh thẫm. À, chính là do hình thành cái phức, tạo ra cái phức này nó cũng giống như là cái sự hình thành của nó tương tự giống như glycerin vậy, glycerin biến đổi COOH hai lần, tạo ra phức màu xanh lam. Đó. Thì người ta sử dụng cái mũi kẹp cũng có hai nhóm OH kề nhau tạo ra đây, đây chính là thuộc thử phao linh và sau đó là phản ứng với cả cái nhóm chất anhydride. Đối với cái đường đường mà chúng ta mà ăn á, đường sacro thì đó là cái đường không khử. Bởi vì trong cái dung dịch đó, nó không có khả năng mà có thể mở vòng để tạo ra nhóm carbonin tự do, cho nên là nó không bị oxy hóa bởi thuộc thử phao linh. Trong cái đó đường glucose nó có những chất anhydride cho nên nó sẽ bị oxy hóa và chúng ta nhớ là mình sẽ đúng để cái quá trình nó xảy ra nhanh hơn, bởi vì quan sát hơn đúng nhẹ thôi thì sẽ xuất hiện cái tủa màu đỏ gặt. Như vậy các cái phản ứng với các thuộc thử chúng ta lưu ý khi quá trình đun phải có nhiệt độ nha. Một cái đặc biệt lưu ý này, thuộc thử phao linh không phản ứng với anhydride thơm, mặc dù có nhóm CHO nhưng mà CHO mà gắn với vòng thơm thì khi thực tế làm thí nghiệm mình sẽ không, nó không xuất hiện kết tủa. Lưu ý như vậy là cái kết tủa sau khi người ta lọc ra nhìn thấy như thế này. Như vậy bên trái là âm tính, còn bên phải là dương tính đúng không? Phản ứng này dùng để nhận biết những chất anhydride. Và bên cạnh đó một số các phản ứng ở gốc hydrocarbon. Nếu những carbon ở cái gốc á mà nó có dạng là các acetaldehyde hoặc các methylcetone thì nó sẽ có cái phản ứng iodoform. Nếu mà tạo cái kết tủa CH3 nó giống như là cái ancol mà C3CHOH á, là một cái kết tủa màu vàng. Thì các em lưu ý là những cái nhóm chất anhydride hay ceton theo kiểu như thế này thì nó sẽ có thêm cái phản ứng iodoform giống như là ancol. Và bên cạnh đó nếu mà ở gốc á, là vòng thơm thì nó sẽ có phản ứng thể electrophil trên vòng thơm. Nhưng mà nó sẽ thể một vị trí thôi, bởi vì cái vị trí này á, là mức độ điện tử cao. Các em thử khi các em viết cái hiệu ứng ra thì các em sẽ thấy ở chỉ có ở vị trí này và vị trí này, tức là vị trí meta là cái mức độ điện tử cao, cho nên nhóm thể nó sẽ thể vào cái vị trí meta. Đó, tùy theo tỷ lệ, ví dụ 1:1 thì là ở tại một cái vị trí meta thôi, còn tỷ lệ mà 1:2 thì hai vị trí. Ứng dụng đặc biệt là formaldehyde trong cái hợp chất carbonin á, nó rất là nhiều các ứng dụng. Đây là một cái chất khí mà có mùi sốc và tan vô hàng trong nước. Cái độc tính do phoc môn tức là cái dung dịch formaldehyde 37 đến 40% ở trong nước gọi là phoc môn hay là formalin.
nó sẽ có thể gây độc tính, ví dụ như là tạo ra cái hiện tượng khó tiêu này, nôn mửa này, hoặc viêm loét dạ dày và có thể gây ung thư. Cái phóc môn này là thường được sử dụng trong cái việc mà tẩy uế, diệt trùng, bảo quản các mẫu thực phẩm và các mẫu bệnh phẩm. Thực phẩm ví dụ như là các cái mẫu ví dụ như bún này, bánh, chả, người ta muốn là bảo quản lâu, diệt trùng đó, thì người ta hay thêm cái phóc môn. Và mình có thể kiểm tra được là trong cái mẫu, những cái mẫu bánh đó là nó có chứa phóc môn hay không, thì chúng ta có thể thực hiện những cái phản ứng rất là đơn giản để có thể nhận biết là nó, ví dụ như phản ứng về phenylalanine chẳng hạn, tạo ra cái tổ phenylazone nhá, hoặc các cái phản ứng mà có thể nhận biết như là thuốc thử toluene chẳng hạn, đó là những cái phản ứng rất là đơn giản để kiểm tra xem có phóc môn ở trong các cái mẫu thực phẩm hay không. Bên cạnh đó nó dùng bảo quản mẫu bệnh phẩm hoặc là bảo quản thi thể bằng phóc môn do cái tính chất mà tẩy uế diệt trùng của nó. Tiếp theo là axit axit carboxylic và dưỡng suất. Thì axit thì khi nhắc đến nó thì mình biết là nó là chứa nhóm carboxin, nhóm COH. Chúng ta phân tích về cái mặt cấu trúc của COH để xem cái hóa tính của nó có thể là gì. Đây, cái cấu trúc của nhóm carboxin, nó là tổ hợp của hai nhóm carbonin và nhóm hydroxin. Và đặc biệt á, có cái phản ứng, nó sẽ có những cái phản ứng á, riêng của từng cái nhóm chất carbonin và nhóm hydroxin, nhưng mà nó cũng sẽ có cái phản ứng mà nó là chung như cả nhóm này, là do cái hiệu ứng liên hợp bản thân ở trong cái phân tử. Cái hoạt tính nó có thể có là gì? Thứ nhất á, cảm thấy là giống như hydroxy, OH là một cái liên kết phân cực, hydro dễ tách ra, và đặc biệt cái OH trong axit á nó còn dễ tách ra hơn cái hydro trong OH của axit, nó dễ tách ra, tách hydro hơn cả ancol, đúng không? Do cái hệ liên hợp á, bên đây là nó có cái nhóm CO là nó hút e rất mạnh, hiệu ứng của nó là trừ y trừ c, nó là tăng cường lực lẫn nhau, một cái nhóm hút electron rất là mạnh. Trong cái đó bên ancol thì cái carbon này là carbon no, tức là những cái nhóm ankin, mà ankin thì nó là chủ yếu là có hiệu ứng cộng y. Thì như vậy là cái tính axit nó sẽ là yếu hơn so với axit oxalic. Rồi cái tính chất thứ nhất, rồi cái tính chất thứ hai này là cái gì? Tính chất thứ hai á, em thấy là cái carbon ở trong nhóm carboxin á, là tích điểm phân dương. Vì sao dương? Vì á, là một bên là nó liên kết với nhóm OH, thì cái cặp điện tử dung chúng á, nó sẽ bị hút về phía oxy. Bên này cũng vậy, CnO điện tử á, nó cũng sẽ bị hút về phía oxy, cho nên cái carbon này nó sẽ tích điểm phân dương. Phân dương á, thì cái tác nhân nucleophile nó sẽ là ưu tiên tấn công vào carbon tích điểm phân dương này. Nhưng mà cái này khi nó đi vào á, thì toàn bộ cái OH này nó sẽ đi ra. Ví dụ như cái phản ứng mà bên ancol này, chúng ta thấy là có cái phản ứng tạo este, tức là thể hydro. Nhưng mà axit á, thì nó lại là thể OH. Thì cái phản ứng đó người ta gọi là phản ứng thể nucleophile của axit. Còn mà ancol trong cái trường hợp mà este đó thì không phải là phản ứng thể nucleophile. À, chúng ta lưu ý nó làm tác nhân cho phản ứng thể nucleophile trong cái axit. Phản ứng thứ ba nữa là phản ứng decarboxy hóa, tức là phản ứng loại nhóm CO dưới dạng CO2. Và phản ứng thứ tư nữa là phản ứng ở gốc gốc R gốc nếu là gốc no thì nó sẽ có phản ứng của gốc hydrocarbon no, nếu là gốc không no thì sẽ có phản ứng của gốc hydrocarbon không no, và tương tự thơm thì nó cũng sẽ có những phản ứng của hydrocarbon thơm. Nhưng mà do ảnh hưởng của nhóm COH thì dĩ nhiên cái sự khả năng phản ứng nó sẽ là khác nhau, mạnh yếu khác nhau nhá. Thứ nhất là tính axit của các axit carboxylic á, là vì sao trong dung dịch nước nó tồn tại một cái cân bằng
nó tạo ra ion H3O cộng và làm cho cái axit có tính axit. Nhưng mà cái tính axit nó sẽ khác nhau phụ thuộc vào gốc R gắn trực tiếp với nhóm COH. Nếu R là nhóm đầy electron, tức là những cái nhóm có hiệu ứng cộng thì làm giảm tính axit. Còn những cái nhóm mà hút electron ngược lại thì nó sẽ làm tăng mức độ phân cực trong cái liên kết OH, nó sẽ làm tăng cái tính axit. Một số các cái hợp chất mà có khi hydro linh động nó sẽ có tính axit. Ví dụ như chúng ta gặp rất là nhiều các hợp chất, trong đó là một cái hợp chất vô cơ một tính axit mạnh nhất. Axit càng mạnh thì Ka càng lớn, pKa càng bé. Như vậy là so sánh cái axit carboxylic của chúng ta là nằm ở vị trí này thì nó sẽ là yếu hơn các cái axit vô cơ, nhưng mà nó sẽ mạnh hơn những hợp chất có tính axit, ví dụ như phenol như hàn hoặc là nước được có hydro linh động, đúng không? Nó có tính axit, rồi là ancol hoặc là các hydro carbon, ví dụ như là anca một in, nó có hydro linh động, ví dụ như cái phản ứng thay thế hydro đó, phản ứng với kim loại đó, thì đó cũng thể hiện tính axit. Hay là cái phản ứng của bazơ của amin. Amin thường là mình hay nói đến cái tính bazơ là chủ yếu mình ít, hầu như là không thấy đề cập đến tính axit, nhưng mà phải không phải nó không có bằng chứng là anh vẫn đo được cái giá trị pKa của amin, nó có cái hydro lên đồng, nó vẫn có tính axit, nhưng mà so với tính bazơ thì nó sẽ yếu hơn, so với tính bazơ bazơ thì nó trội hơn. Cho nên cảm thấy là hầu như trong các hợp chất hữu cơ thì mình hay nói tính đối với ancol phenol thì mình nói đến tính axit, còn đối với amin thì mình hay nói đến là tính bazơ. Còn mà mình không nói đến thì không có nghĩa là nó không có, mà nó có thể là nó có nhưng mà rất là ít, là yếu. Đấy. Cái tính axit nó có thể là làm đổi màu chất chỉ thì nó tác dụng với các cái kim loại xịt kim loại mũ bazơ, bazơ các cái hợp chất cơ kim. Các hợp chất cơ kim là có tính bazơ rất là mạnh nhá. Thì axit thì nó cũng phản ứng để tạo ra muối bình thường. Phản ứng thứ hai là phản ứng thế nucleophile. Mình sẽ phân tích xem này. Trong cái nhóm carboxin á, đây thì cái nhóm OH nó sẽ là được thay thế bởi một ký tác nhân Y tạo ra cái này. Và thông thường phản ứng này á, mình thấy là nó có khả năng nhưng mà nó sẽ là chậm. Thì thông thường như vậy người ta sẽ thêm xúc tác là H cộng, thêm một xúc tác H cộng vào. Vì sao thêm H cộng vào? H cộng vào để mà nó tạo ra cái liên kết với OH, nó sẽ lôi OH này đi ra dễ dàng hơn, bởi vì là bản thân trong nó hình thành cái hệ liên hợp này, nó cảm thấy cái khả năng phân cách của nó là nó sẽ khó, nó hình thành cái hệ liên hợp này nó rất là bền, đúng không? Khó phân cách hơn so với cái trường hợp mà ancol. Cho nên là ở đây người ta sẽ thêm H cộng vào. H cộng nó sẽ lôi OH trừ đi ra dưới dạng nước. Và muốn á, là vì là nước muốn hấp thu cái nước á, làm cho cân bằng mà dịch chuyển theo chiều mà tạo thành nước như vậy á, thì phải thêm cái chất xúc tác mà có bản chất có thể hút nước. Thì ở đây là người ta sử dụng H2S4 đậm đặc nha. Vừa cung cấp H cộng nhưng mà đồng thời là vừa mục đích là để hút cái nước, làm cho cân bằng dịch chuyển theo chiều mà tạo ra nước như vậy. Chúng ta có thể gặp cái phản ứng này như là phản ứng este hóa. Este hóa. Một cái phản ứng thuần nghịch. Phản ứng này là hiệu suất là rất là thấp, không bao giờ đạt 100%. Người ta muốn phản ứng nó chuyển dịch theo chiều thuần, nó tăng cái hiệu suất lên thì người ta sẽ thêm một số các yếu tố để tác động đến cân bằng. Ví dụ như làm tăng cái nồng độ chất ban đầu hoặc là giảm nồng độ chất sản phẩm nhá. Ví dụ trường hợp đây mình sử dụng H2S4 đậm đặc thì mình sẽ là làm cân bằng dịch theo chiều thuần. Hoặc là mình sử dụng nhiệt độ, mình nhiệt độ làm tăng cái tốc độ phản ứng làm cho cân bằng nhanh đạt hơn. Nhá. Thông thường là những một số các yếu tố như vậy để làm tăng hiệu suất phản ứng. Thì ở đấy á, là một loạt các cái phản ứng mà thế nucleophile
của axit để tạo ra các dưỡng xuất. Ví dụ như những cái trường hợp mà các em có gặp này, ví dụ như là cái phản ứng mà khi nãy mình học đến cái tình huống lâm sàng mình có cái axit này rồi là tạo thành axit pha ammoniac này, hai cái này kết hợp lại với nhau tạo thành muối amoni này, muối amoni này đun nóng lên á thì nó sẽ tạo ra cái amid. Ngoài ra là để tạo ra amid á, bằng một cái phản ứng trực tiếp luôn, đó là người ta sử dụng các cái dưỡng xuất khác của axit nó cộng với ammoniac, phản ứng nó tạo ra ngay luôn amid nhé. Còn mà nếu xuất phát từ axit thì nó phải là thông qua nhiều con đường, thông qua một cái con đường trung gian này nữa rồi mà nó mới là tạo ra amid. Thì các em sẽ nhìn thấy một cái đặc điểm là nó có cái quy luật. Quy luật đó là cái gì? Các em thấy là đi từ trên xuống dưới á, là cái dưỡng xuất trước nó có thể tạo ra dưỡng xuất sau, còn sau là nó không có thể tạo ra dưỡng xuất trước được, do cái khả năng phản ứng thể nucleophile thôi. Cho nên cô cố tình là đặt cái thứ tự là để cho chúng ta là có một cái sự suy luận để chúng ta nhìn thấy và chúng ta lý giải vì sao là như vậy. Đó. Còn từ axit mà tạo ra dưỡng xuất bình thường rồi, dù tạo ra axit nào nó ra nít, cảm thấy là hầu như là phải sử dụng polyhalogen nha. Đó, còn tạo ra anhydric acid thì có thể sử dụng từ dẫn xuất acid halogen này, hoặc là tạo ra ester thì chúng ta có thể sử dụng từ cái acid halogen này, hoặc là anhydric của acid amid thì chúng ta có thể từ cả ba cái dẫn xuất này để có thể tạo ra được amid. Như vậy á, là muốn tạo ra amid thì có nhiều con đường, nhưng mà để tạo ra cái dưỡng xuất acid halogen này này á, thì là ít hơn, ít nhất đúng không? Nó chỉ là từ acid mà ra thôi. Đó. Dưỡng xuất của acid. Như vậy chúng ta sẽ thường hay gặp nhất là có bốn cái dưỡng xuất. Đó là gì? Khi thay thế cái nhóm OH bằng những cái nhóm Y nào đó và là tạo thành những cái dưỡng xuất tương ứng. Y nó có thể là halogen hoặc là OCOR phẩy, OR phẩy N2 hoặc NHR thì chúng ta sẽ thu được dưỡng xuất. Ngoài ra mình có thêm một loại dưỡng xuất nữa, cũng là dưỡng xuất của axit nhưng mà nó nằm trong cái nhóm này, đó là nitrin RC13N. P hóa tính của dưỡng xuất của axit đó là cái phản ứng rất là đặc trưng, đó là phản ứng thủy phân. Mà chúng ta biết rồi, phản ứng thủy phân chính là cái phản ứng thể nucleophile, bởi vì là nước làm tác nhân nucleophile. Và nhóm C2O ở trên axit hoặc là dưỡng xuất á, là đóng vai trò là trung tâm cho phản ứng. Thì khi mà có mặt xúc tác axit bazơ thì phản ứng sẽ ra như này nha. Và cái khả năng phản ứng của các dưỡng xuất, khả năng phản ứng của dưỡng xuất á, thì các em thấy này, như vậy là khi này mà cô nói cái thứ tư là từ trên xuống dưới, là tức là đây là từ trái sang phải đây, là mạnh nhất là acid halogen này, yếu nhất là amid. Bằng chứng đó là cái phản ứng thủy phân, cái này bị thủy phân nó rất nhanh, không cần chất xúc tác. Trong cái đó cái thằng này bị thủy phân thì phải là ở trong cái môi trường kim đặc, trong môi trường kim đặc và nhiệt độ cao, áp suất thu được là rất là thấp. Đó. Con ete thì mình biết rồi, mình đã gặp rồi, cả em được học phổ thông rồi. Bằng thủy phân á, là cần phải có xúc tác acid hoặc là bazơ. Thằng này thì thủy phân không cần xúc tác. Nó là tuy nhiên là cái mức độ thủy phân nó sẽ chậm hơn thằng này. Nếu mà có xúc tác nữa thì cái phản ứng nó sẽ xảy ra rất là nhanh. Thực tế người ta hay dùng là cái loại này nhiều hơn, dạng anhydric nhiều hơn là dạng acid halogen này, bởi vì là cái dạng này là nó là trong thực tế nó khó tan, khó tan thì như vậy là cái khả năng mà tiếp xúc giữa các chất là nó khó hơn, khả năng va chạm tiếp xúc khó thì như vậy va chạm có hiệu quả nó khó, cho nên phản ứng nó sẽ khó xảy ra hơn. Mặc dù cái hoạt tính của nó rất là mạnh, nhưng mà về mặt thực tế để mà va chạm được với cái chất thì nó rất là khó,
cho nên là thường người ta sử dụng cái dạng này nhiều hơn. Đó. Dạng nhị tan. Một số các cái ứng dụng trong tổng hợp thuốc, ví dụ như là aspirin, aspirin hay còn gọi là axit aspartic salicylic, nó được tổng hợp từ axit salicylic và một cái anhydrid. Đây là một cái ester. Aspirin là một cái ester đúng không? Thì các em thấy này, đừng có nhầm lẫn với nhóm chất này. Như vậy là aspirin nó vẫn còn nhóm chất axit này. Cái nhóm ancol nó sẽ bị astin bởi cái nhóm của anhydrid. Đây là tạo ra ester, ester là nhóm trên này. Thì chính vì cái cấu trúc của aspirin nó còn nhóm chất COH cho nên là nó rất là dễ gây viêm lợi dạ dày đúng không? Cái chất này thường được sử dụng là dùng để hạ nhiệt, giảm đau và chống viêm. Tuy nhiên hiện nay thì cái dạng này ít được sử dụng rồi, hạ nhiệt giảm đau là chủ yếu là sử dụng bởi paracetamol nhiều hơn. Nhưng mà aspirin nó còn có một cái vai trò nó cực kỳ quan trọng, đó là một số cái bệnh ví dụ như là bệnh tim chẳng hạn, người ta thường thường là khi mà kê đơn thì bác sĩ sẽ kê thêm một cái liều thấp của aspirin để uống hàng ngày cho bệnh nhân. Nguyên nhân là do nó có khả năng là phòng ngừa tắc nghẽn mạch máu não, chống sự hình thành những cục máu đông, cho nên là thường những cái bệnh nhân mà có những cái đặc điểm như vậy thì sẽ được kê thêm một liều thấp. Nhưng mà mình phải lưu ý là uống là phải sau khi ăn no, không là dễ gây bị gây đau dạ dày. Một cái loại thuốc tiếp theo nữa đó là salonpas. Salonpas thì thường sử dụng là để xoa bóp ngoài da khi chúng ta mỏi đau nhất. Công thức của nó là methylsalicylate, như vậy nó có vẻ là hơi giống như aspirin, nó cũng được điều chế từ axit salicylic, nhưng mà cái chất đổi kia là chất lại là methanol. Như vậy axit salicylic bên kia thì nó đóng vai trò tác nhân, do cái nhóm OH làm tác nhân, còn cái chất phản ứng là bên kia là nhóm acetin, đúng không? CH3C nối đuôi O, tức là cụ thể là trung tâm phản ứng là trên cái C nối đuôi O của dẫn xuất của axit đó. Nhưng mà bên này á, thì cái axit salicylic nó là nó đã đóng vai trò là trung tâm chất phản ứng, tức là cái CNO này, còn cái ăn này nó là tác nhân chứa oxy và các điện tử tự do, nó sẽ là tấn công vào cái CO này tạo ra cái ester. Thì trên thị trường lên giá xăng lọc pháp này nó có rất là nhiều dạng, giống như là đây mình nhìn thấy đây là cái dạng giảm đúng không, mình có thể có cái dạng xịt rất là nhanh hoặc là nhận reo. Và một cái loại thuốc thứ ba nữa là thuốc đép hay là diethyl phthalate, đây nó là một cái diete dùng ở điều trị trong bệnh gãy ngứa hay là các vết côn trùng cắn. Nó được điều chế từ axit phthalic, nhưng mà axit phthalic thì có thể là tạo rất là dễ dàng dạng anhydrid, bởi vì dạng anhydrid thì cái khả năng phản ứng nó mạnh hơn so với dạng axit. Đó, thì nó cũng đóng vai trò là trung tâm phản ứng chứa CNDO, rồi là ancol đóng vai trò làm tác nhân nucleophile. Như vậy đây là theo kiểu là phản ứng thể nucleophile nha. Tất cả những cái loại thuốc mà chúng ta vừa nói đó là được tổng hợp theo kiểu là thể nucleophile, và hầu hết là nếu mà là cái dạng axit đó, là người ta thường hay chuyển xu hướng là chuyển về cái dạng anhydrid. Cái phân tích hiệu ứng thì các em sẽ thấy là cái dạng anhydrid nó sẽ có cái khả năng phản ứng nó mạnh hơn so với dạng axit. Trong phản ứng thể nucleophile rồi, bây giờ là chúng ta có một cái tình huống lâm sàng là như thế này. Thì cái tình huống này là cái này hôm sau, đầu buổi hôm sau là chúng ta giải quyết. Cái này các em sẽ là về chuẩn bị cái phần PowerPoint cho cô, để cô cũng sẽ hỏi bất kỳ và chúng ta trình bày cái tình huống này trên cái hướng dẫn học tập á, là chưa có đúng này.
cái tình huống này trên 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 cái hướng dẫn học tập là các em thấy có chứ? Rồi. Việc lớp ban cán sự đâu mà cô hỏi không thấy ai trả lời gì cả. Chỉ có thấy mấy cái tin nhắn. À, rồi thì các em sẽ chụp lại cái tình huống này để đầu buổi hôm sau chuẩn bị trình bày nha. À, chúng ta đi cái phần tiếp theo đó là cái thuộc tê nha khoa. À, thuộc tê nha khoa đó là các em thấy là mình được sử dụng rất là nhiều trong cái việc điều trị răng. Ví dụ như trong cái điều trị tủy răng chẳng hạn thì người ta phải chích thêm thuốc tê, hoặc là viêm tủy do sâu răng, hoặc một số trường hợp là ví dụ như trẻ em mà phải đi nhổ răng thì thường phải chích thêm thuốc tê. Thì thuốc tê đó nó có hai cái loại, với cấu trúc tương ứng của hai loại đó là cảm thấy là một cái cấu trúc tổng quát của thuốc tê nó cũng có 3 phần. Phần thứ nhất là một cái phần mà ứ mỡ, ứ dầu, phần hydrocarbon thơm, thì nó có thể là nó gắn thêm những cái nhóm khác nữa gọi là những cái dẫn xuất của hydrocarbon thơm. Chúng ta đây là dạng tổng quát là phần nhân thơm, là một cái phần mà ứ dầu mỡ. Một cái phần đầu kia đó là cái phần ứ nước. Phần ứ nước đó là các cái amin, nhóm amin. Và cái phần ở giữa là có hai loại, một là nó ở dạng este CO và một là dạng amid, amid tức là CONH, hoặc là giống như bên chỗ dẫn xuất của axit thì mình gọi là amid đó, là CONH2 chẳng hạn, hoặc CONR. Đó. Thì tương ứng sẽ có hai loại thuộc tê, đó là loại este và loại amid. Đối với từng cái phần, thứ nhất là phần ứ mỡ, ví dụ như là những nhân thơm thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự khuếch tán và hiệu lực của tác dụng gây mê, à, xin lỗi, gây tê. À, nó sẽ làm tăng cái áp lực của thuộc với receptor, đúng không? Làm tăng cái cường độ tê. Nhưng mà đồng thời nó sẽ làm chậm cái sự thủy phân của các este và amid, làm kéo dài cái thời gian tê. Nhưng mà cái điều này á, nếu mà thuộc tê mà càng bị kéo dài thì cái độc tính á, của thuộc nó tăng lên. Cho nên á, là chúng ta sẽ tùy thuộc vào từng cái sự mong muốn á, tê lâu hay tê nhanh như thế nào đó để chúng ta sử dụng cái phần này á, nó cho phù hợp. Còn đối với phần ướt nước, ải nước thì nó sẽ quy định cái tính tan ở trong nước và sự ion hóa của thuốc. Bởi vì cái phần này thì nó có khả năng là nhận proton, nhận hạt cộng ở trong nước. Đó, và tạo ra cái dạng như thế này. Còn cái phần ở giữa này á, thì nó sẽ ảnh hưởng đến điều gì? Nó sẽ ảnh hưởng đến độc tính của thuốc, ảnh hưởng đến cái sự chuyển hóa và thời gian tác dụng của thuốc. Trong chuỗi này nó có thể có ví dụ như là cái este, este thì đây là cấu trúc protein, ví dụ như là protein các em thấy trong các cái tủ mà thuộc mà gây tê thì sẽ có những cái chai mà ghi là protein hay là tetracaine hay là lidocaine. Khi các em vào bệnh viện thì các em sẽ thấy thường hay gặp, có thể nhiều hơn. Thế như vậy các em thấy là đây cái nhóm este tức là cảm thấy là nó có ba phần này, thấy nhá, ba phần này, phần este là phần giữa tức là có chứa nhóm CO, còn phần bên trái là cái phần mà kỳ nước, tức là ưa dầu đó, còn phần bên phải là phần ưa nước. Đây, như vậy mỗi cái chất nó có cấu trúc khác nhau, tùy vào cái mục đích mình muốn là dài ngắn khác nhau thì chúng ta chọn cái mặt, chúng ta chọn cái cấu trúc này cho nó phù hợp mình mong muốn. Như vậy đấy là cái mặt này nó dài hơn so với mặt bên này, tức là mặt 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 ưa dầu á, mặt ưa dầu
nó dài hơn mặt bên này, với dầu nhiều hơn, thì như vậy là cái khả năng mà nó tan trong dầu nhiều hơn, đúng không? Bên này là cái mặt mà ưa nước thì nó ít hơn, nó ngắn hơn, thì khả năng nó tan trong nước ít hơn. Đó. Còn bên này là nhóm amid, đây ví dụ như amid, ví dụ nó cũng có ba phần này, ở giữa này amid này, còn bên này là ưa dầu này, bên này là ưa nước này. Đó. Nó có thể là ưa nước á, là nó có thể ở dạng mặt hở hoặc là dạng mặt vòng này. Còn dạng ưa dầu là nó có thể có các cái vòng thơm ở các cái vị trí, nó có thể có một nhóm xếp 3, hai nhóm xếp 3. Thì ở đây là một loạt cả cái phần ưa dầu là cấu trúc giống nhau này, chỉ có khác nhau phần ưa nước này. Đó. Những cái phần nó sẽ là quy định về cái sự khác nhau ở trong cái thuộc tê. Thì cái sự so sánh của hai cái loại này thì chúng ta thấy này, về cấu trúc nhóm acta như vậy là mang cái đường, cái phần trung gian là mang cái đường là đường nối acta, cấu trúc acta. Ví dụ như một số các loại mà chúng ta đưa ví dụ thế này, procain, tetracain. Còn bên amid á thì là nó mang cái đường nối nhóm amid, nhóm NHCO, ví dụ như lidocain, mepivacain. Và bởi các em đi sâu vào chuyên ngành á, thì các em sẽ là được tiếp xúc với những cái chất này nhiều hơn, so sánh với những chất này cụ thể hơn. Thì đối với acetate, nó là dẫn xuất của các axit para-aminobenzoic. Còn bên kia nó là dẫn xuất của anilin. Mình đọc thì mình cũng thấy dễ hiểu thôi đúng không? Bên này là nhóm COH, COO, thì như vậy nó là dẫn xuất của axit benzoic thôi. Còn bên này là của amid, thì như vậy nó là dẫn xuất của anilin. N2 đây là nó chuyển hóa chủ yếu ở gan và các sản phẩm chuyển hóa sau đó thải trừ qua thận. Thì cảm thấy này, các cái thuộc mà thuộc nhóm acetate nó sẽ bị thủy phân bởi các cái acetara, tức là các cái enzyme mà có cùng tên với cái chất phản ứng. Cái chất của mình là este, thì như vậy cái enzyme bị thủy phân, enzyme thủy phân este đó là có tên là estera. Phản ứng này xảy ra nhanh ở gan và máu nên có thời gian tác dụng ngắn, ít độc hơn. Thì mình học cái phản ứng thủy phân, nói phản ứng thủy phân của nhóm este thì cái khả năng phản ứng là thể nucleophile của nó là nó mạnh hơn, đúng không? Mạnh hơn. Chúng ta phân tích về mặt hiệu ứng là trong thì chúng ta thấy là cái khả năng phản ứng thể nucleophile của este nó mạnh hơn so với amin. Nó mạnh hơn thì nó bị thủy phân là nhanh hơn, thủy phân nhanh hơn thì cái thời gian mà nó sẽ tác dụng ngắn, thời gian tác dụng ngắn thì như vậy là cái khả năng gây độc nó ít hơn. Còn đối với nhóm amin thì cái phản ứng thủy phân nó khó hơn, do cái phản ứng thể nucleophile đó, cái khả năng thể nucleophile của nó khó hơn, nó khó hơn thôi cái thằng này, cho nên là nó cái tác dụng gây tê là nó dài hơn, mà gây tê dài hơn lâu hơn thì sẽ là gây độc nhiều hơn. Đó. Như vậy đó là những cái phần mà mình sẽ nắm trong cái bài này. Còn lại là mình sẽ còn một cái bài cuối cùng nữa, thì buổi hôm sau thì chúng ta sẽ học, không phải là chiều thứ tư mà mình sẽ chuyển lại giống như ban đầu là chiều thứ ba chúng ta học, chúng ta sẽ học còn lại hai tiết hữu cơ, sau đó là học luôn hai tiết tiếp theo của phần hôm trước là phần đại cương là các bạn hình như là chưa học xong đúng không, để sau đó là thứ bảy tuần tới là chúng ta sẽ kiểm tra, thì các em là xem lại bài và học cho có cái vấn đề gì mà cần trao đổi thì cả